Và kính mời giáo lý viên Phạm Trung Cang đến bình giảng hai câu Lời hiền giữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai trong bài Viếng làng Phú An. Trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn làm phần sự của mình. Đề nghị Quang Anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách đại diện cho chánh quyền địa phương mặt trận các cấp. Kính thưa giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê cũng là đồng sự trong cái chương trình thuyết giảng trong cái buổi sáng hôm nay. Kính thưa giáo lý viên Phan Thị Nga. Kính thưa ông Nguyễn Văn Quân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú, cũng là trưởng ban tổ chức trong phiên thuyết giảng hôm nay. Kính thưa ông Phạm Văn Cảnh, cũng là phó ban trị sự phường Long Phú. Kính thưa các vị là ban trị sự viên xã, phường, thị trấn lân cận trở về đây tham dự. Kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức, cùng các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ từ thiện nhân đạo, cùng toàn thể quý đồng đạo xa gần kính mến. Thưa cùng toàn thể quý vị, thật là một cái niềm hạnh hỷ lớn lao hôm nay được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương. Tôi và giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê được trở về đây gặp gỡ quý vị trong cái buổi sáng hôm nay. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể ông bà cô bác anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào đoàn kết thân thương nhất. Kính thưa cùng toàn thể quý đồng đạo kính mến, thì đáng lý ra thì trong cái phiên thuyết giảng hôm nay thì chúng ta vừa qua nghe được qua cái đề tài 8 câu giảng do giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đến chia sẻ trình bày, thì đáng lý ra thì 8 cái câu giảng này quý đồng đạo chúng ta nghe qua và áp dụng thực hành sẽ đưa chúng ta đến cái kết quả mỹ mãn giải thoát, bởi vì giáo lý viên trình bày hết sức là sâu sắc, rất là ý nghĩa, giúp cho đồng đạo chúng ta hiểu rõ rất là nhiều trong cái quá trình, trong cái vấn đề tu tập. Đáng lý ra thì chúng ta nghe cái đề tài này là nghĩ được rồi quý đồng đạo, phải không quý vị? Nhưng mà để tiếp tục qua cái chương trình thuyết giảng đợt 2 để gặp gỡ chia sẻ cùng toàn thể quý vị, bây giờ chúng ta thấy rằng đó thì qua cái thánh lý thâm sâu của Đức Thầy, đó là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Và đồng thời lại nữa đó thì Đức Thầy Ngài cho biết là ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, kim mài dũa, kim kia mới bén. Do vậy mà giáo lý Đức Thầy chúng ta có thể nói là chúng ta tìm hiểu hoài, chúng ta học hoài cũng không bao giờ cùng tặng được quý vị đồng đạo à. Do vậy thì vừa qua quý vị mình cũng đã nghe giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê đã lao qua nước rồi phải quý vị. Cứ là lao qua lao lại thì tôi đến đây cũng lao nữa, tiếp tục lao nữa cho nó sáng cái viên ngọc chứ không gì trơn á. Cho nên mục đích của mình mặc dù là cũng là trình bày giáo lý, không ngoài những cái ý nghĩa nội dung qua lời dạy Đức Thầy, nhưng mà nhờ chúng ta lao qua lao lại như vậy thì nó làm cho cái viên ngọc của mình càng ngày càng sáng, tức là giúp cho đồng đạo chúng ta đó, tôi và toàn thể quý vị mình đó, nhờ có ôn lại giáo lý, mình có đọc qua đọc lại, rồi mình có trao đổi qua lại như vậy đó, giúp cho mình thấm nhuần, giúp cho là mình đó là nhờ có học hiểu được giáo lý, có ứng dụng được qua cái giáo lý để rồi chúng ta đó là cùng nhau để mà trợ trưởng phát triển trên cái con đường tu tập. Do vậy mà quý vị thấy rằng đó thì ban tổ chức ban trị sự đó
các nơi đều tổ chức thuyết giảng, và chúng tôi nghe nói cái lịch thuyết giảng, có hỏi thăm đồng đạo mình đó, thì lịch thuyết giảng hầu như đó là ngày nào quý vị mình cũng có lịch thuyết giảng hết. Giáo lý viên chúng tôi đều có thể thuyết giảng ngày hôm nay, có thể ngày mai chúng tôi có thể là ở không, nhưng mà quý vị mình đi dự thuyết giảng thì có lẽ là đi xuyên suốt, ngày nào cũng đi dự thuyết giảng hết, phải không quý vị? Đó là mình lao cái duyên ngọc của mình á. Mặc dù là giáo lý đức thầy thì dạy không ngoài là pháp môn học Phật tu nhân, không ngoài tu phước tu huệ tu thiền tu tịnh vân vân, nhưng mà trong đó thì nhờ chúng ta đi nghe rồi là chúng ta tìm hiểu qua lời dạy của đức Phật đức thầy, từ đó giúp cho cái sự nhận thức về giáo lý càng ngày chúng ta càng sâu sắc hơn, để trong cái quá trình tu tập của mình nó không có là bị là trùng trơn trái bước, không có bị là thối chí nản lòng. Mà vừa qua chúng ta nghe cái đề tài là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, quý vị rất là hay phải không? Do vậy thì hôm nay thì trong cái buổi trao đổi chia sẻ Phật pháp này, chúng tôi nhận thấy rằng đó, ban tổ chức ở đây, ban trị sự ở đây cũng như toàn thể bà con đồng đạo chúng ta đến tham dự đông đủ như thế này đó, thì phải nói là với cái tinh thần của toàn thể quý vị, ban tổ chức ở đây cũng như toàn thể bà con đồng đạo mình đó, là với cái tinh thần thương thầy lo đạo rất là cao độ. Bởi vì đó, chúng ta có thương thầy lo đạo chúng ta mới hiệp cùng nhau nè, để mà truyền bá kinh lành nè. Chúng ta có thương thầy lo đạo chúng ta mới quay quần cùng nhau để mà xiển dương chánh pháp. Mà điều này Đức Tôn Sư Vô Vàng kính yêu chúng ta, Ngài đã ao ước và mong mỏi với đồng đạo à. Đức Thầy cho biết làm sao? Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Tức là cái mong muốn ao ước của Đức Thầy, biết làm sao để gieo đạo khắp đại đồng, tức là đưa cái nguồn giáo lý này nè đến hầu hết tất cả chúng sanh, từ cái ngõ hẻm hang cùng, từ cái nơi đó là xa xôi nhất, để làm sao chúng sanh hiểu được Phật pháp để giác ngộ. Do vậy mà khi ra đời mở đạo thì Đức Thầy Ngài đã dùng quá thân để mà đi cái nơi xa nhất để mà dân du quá đạo. Đó là quý vị biết đi tới đâu, đồng đạo mình nghe trong sám giảng Đức Thầy đi tới đâu, quý đồng đạo? Đi xa nhất là đi ra tới ngoài Bắc, theo quý vị. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức bên phần âm thanh đó quý vị chỉnh cái eco bớt lại dùm cho tôi chút xíu, để cho cái hội trường mình nghe nó dễ chút xíu quý vị. Chỉnh cái eco á. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta Ngài đi ra tới ngoài cái miền Bắc, mấy quý đồng đạo? Mà Đức Thầy đi ngoài miền Bắc đi bằng cái gì? Ngài đi bằng xe, đi bằng phương tiện nào quý đồng đạo? Chúng ta không thấy Đức Thầy đi bằng cái phương tiện nào, phải không quý vị? Nhưng mà Đức Thầy sáng tác cái bài Để Chân Đắc Bắc. Chúng ta đọc qua cái bài này, chúng ta hình dung được cái cảnh sống động ở ngoài miền Bắc, nó hiện rõ ràng. Chúng ta đọc tới đâu chúng ta thấy rằng coi như mình đang ở cái ngoài cái miền Bắc. Đức Thầy diễn tả là sớm làng đồng thạnh xôn xao, cùng nhau bàn tán khác nào trong Nam. Chúng dân tụ ngũ tùng tam, kẻ ma người mị, kẻ ham người cười. Làng này đông đúc nhiều người, dân tình cũng được đôi mươi tu hành, vân vân. Chúng ta thấy được Đức Thầy diễn tả cái cảnh sống động ở ngoài miền Bắc. Như vậy thì chúng ta không thấy Đức Thầy đi ngoài miền Bắc bằng cái phương tiện nào. Nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta nghiên cứu trong lịch sử của Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta cũng không thấy Đức Thầy đi ngoài miền Bắc như thế nào. Nhưng mà đối với thâm tâm của tôi và toàn thể đồng đạo mình, chúng ta tin rằng Đức Thầy chúng ta Ngài có để chân đất Bắc. Đồng thời Đức Thầy đi bằng cái quá thân, đi bằng cái thiên bá ước thân. Do vậy mà Đức Thầy mới diễn tả được cái cảnh ngoài miền Bắc. Vì đối với người tín đồ Phật giáo Hảo, chúng ta tin rằng Đức Thầy chúng ta Ngài đi bằng cái chân thân để ra ngoài miền Bắc để mà giáo hóa chúng sanh đất Bắc. Đó là Đức Thầy vì lòng từ bi vô lượng mà giáo hóa chúng sanh, hầu để mà độ hết tất cả chúng sanh. Và chẳng những ngoài miền Bắc mà Đức Thầy còn nói là để cho Thầy đi dạo Ta Bà, đặng giải kẻ đàn xa chưa gõ nữa kìa quý đồng đạo à. Như vậy thì chúng ta nói cái chỗ xa nhất, nhưng mà cái chỗ gần nhất Đức Thầy đi đâu? Lần đầu tiên Đức Thầy đi viếng những cái làng lân cận ở cái vùng thánh địa Hòa Hảo, thì lần đầu tiên Đức Thầy qua viếng làng Mỹ Hội Đông vào ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Thì khi mà Đức Thầy qua viếng làng Mỹ Hội Đông á, thì quý vị biết rằng đó là lúc bấy giờ đó là ông Chính Diệm, tức là ông Nguyễn Kỳ Trân, ông nghe nói Đức Thầy mới có 19-20 tuổi mà là một vị giáo chủ, lại là thuyết pháp thao thao này kia nọ, cho nên ông không tin. Bởi vì ông thì mù, ông không có thấy đường. Nhưng mà đặc biệt có điều là ông nặng ốc ngôi tim, để mà ông là nhờ đó là người ta sáng tác cho ông hai cái bài thi để ông đến ông hỏi Đức Thầy. Nhưng mà sau khi ông đến thánh địa Hòa Hảo thì nghe nói Đức Thầy qua Mỹ Hội Đông, thì ông sang qua Mỹ Hội Đông luôn để trực tiếp để gặp Đức Thầy. Nhưng mà thưa quý đồng đạo, khi ông đến đó đó thì lúc bấy giờ đó là ông chưa kịp lấy hai cái bài thơ ra để mà chấn nhất Đức Thầy nữa,
thì Đức Thầy Ngài đưa cái bài thơ để mà trả lời cho ông là Nguyễn Kỳ Trăng, tức là ông Chính Diệm. Thầy đưa cho ông rồi đó, là ông đọc rồi là ông táo quả hết. Ông hết hồn, tại sao ông chưa có lấy cái câu hỏi của mình mà ông lại đáp án rồi, trả lời rồi trước rồi. Cho nên làm cho ông hết sức là kính phục Đức Thầy lúc bấy giờ. Bởi vì Đức Thầy Ngài chỉ biết là nào, ai biết tâm ta đờ bác lãm của đồng đạo à. Thầy biết hết à. Thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Cho nên với cái chuyện mà ông Nguyễn Kỳ Trăng mà đến chắn chắn Đức Thầy chưa hỏi mà Đức Thầy đã trả lời trước rồi của đồng đạo, thì chúng ta thấy rằng có phải Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật không? Và đồng thời đó thì tiếp đó Đức Thầy đi viếng cái làng tiếp theo, đó là cái làng nào quý ông đạo? Làng Phú An. Vào ngày 23 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940 thì Đức Thầy đến làng Phú An ở tại nhà ông Hương Hào Phỉ. Thì lúc bấy giờ có các bậc đồ nho, các nhà nho đến để mà chắc chắn Đức Thầy, để hỏi đạo Đức Thầy. Thì trong đó Đức Thầy thủ bút để mà sáng tác ra cái bài Viếng Làng Phú An. Thì cái bài này đó thì Đức Thầy sáng tác, cái độ dài của nó là 74 câu. Mà hôm nay chúng tôi rút ra gặp gỡ quý vị trong cái câu 58 đến cái câu đó là từ câu 58, 59, 60, 61, 62. Để mà chi 58 đến câu 60 chứ quý vị, xin lỗi, là hai câu à. Tính năng gian đó đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hai câu chúng tôi gặp gỡ quý vị đó là câu 58 đến cái câu 59, tức là hai câu à. Thưa quý vị, như vậy thì ở đây đó, Đức Thầy kính nêu chúng ta, Ngài đến làng Phú An tại nhà ông Học Phỉ để Ngài thủ bút mà sáng tác cái bài này. Thì lúc bây giờ có các bậc đồ nho, cho nên vì vậy mà Đức Thầy sáng tác cái thể thơ đó. Thì đoạn đầu đó thì Thầy viết bằng cái thể thơ là Lục Bát, nhưng mà trong đó có 16 cái khổ thơ sau cùng đó thì Đức Thầy sáng tác bằng cái thể là Thất Ngôn Tứ Cứu. Trong này thì 16 cái thể thơ cuối cùng đó thì Đức Thầy đó là sáng tác nó đậm cái mùi nho học, quý vị, đậm cái mùi Hán học. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta ngày chỉ có 19-20 tuổi ha, không có học chữ Hán, mà Đức Thầy sáng tác ra cái bài thơ nói về chữ Hán. Trong này chúng tôi rút ra một đoạn thôi, tức là 4 câu đầu thôi. Cầu ngã kiến văn tối thậm đa, thiện duyên tác phước ý như hà, phô trương giảng lượng tam hài tế, hội thính na thờ kiến thành qua. Có phải là đậm cái mùi Hán học không quý đồng đạo? Như vậy thì Đức Thầy muốn nhằm mục đích là độ các cái bậc cụ đồ nho lúc bấy giờ, trong đó có ông cả Đào Thành Đô, đúng không quý đồng đạo? Thì lúc bấy giờ là nhà nho, cho nên Đức Thầy phải dùng cái lối nho để mà đối đáp, để độ cho các cái vị này. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hôm nay chúng tôi gặp gỡ chia sẻ cùng toàn thể quý vị trong cái tác phẩm này rút ra hai câu, đó là lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặc ai. Thưa quý đồng đạo kính mến, thì qua hai cái câu giảng này thì chúng ta cùng nhau để mà mình tìm hiểu cái mỹ ý Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào qua hai cái câu giảng này quý đồng đạo. Thưa quý vị, với thánh lý Phật pháp thì rất là nguyên thâm, mà phàm tâm thì nan cắt, không thể nào mà chúng ta đem cái tâm phàm mà lường hết được cái ý của Phật Thánh. Cho nên trong cái chỗ trình bày thì không làm sao thẩm thấu được tất cả những cái ý nghĩa sâu sắc mà được Đức Thầy chúng ta chỉ dạy. Vì vậy mà nếu có điều chi sơ sót thì ngưỡng mong các bậc cao minh cao độ Đức Thầy cũng như toàn thể quý đồng đạo hoan hỷ bổ chính chỉ giáo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và đa tạ cùng toàn thể quý đồng đạo. Vậy thưa quý vị, giờ đây kính mời quý vị cùng tôi để tìm hiểu qua hai cái câu giảng này. Đức Thầy dạy chúng ta đó là lòng hiền giữ vẹn sớm chiều. Như lòng hiền là gì quý đồng đạo? Lòng hiền đó, chữ lòng ở đây đó cũng là cái nghĩa là tâm, phải quý vị? Lòng là tâm, mà hiền là gì? Hiền là lành, hiền là thiện. Như vậy thì lòng hiền tức là tâm lành, tâm thiện. Như vậy thì lòng hiền tức là chỉ cho cái tâm của mình tâm lành, tâm thiện, tức là cái tâm từ bi, cái tâm bác ái, như vậy gọi là lòng hiền. Vậy thì thưa quý đồng đạo, lòng hiền này đó, chúng ta thấy rằng đó, thì tại sao Đức Thầy kêu mình phải là giữ vẹn sớm chiều? Tại sao Đức Thầy kêu mình giữ? Mà ở đâu giữ quý đồng đạo? Ở đâu mà mình phải giữ?
Thưa quý đồng đạo, cũng như thay vì chúng tôi nói, thay vì mình có cái của cải, có tài sản gì đó, mình mới giữ. Còn nếu mình không có, sao giữ? Thưa quý vị, vì chúng ta có, chúng ta mới giữ được. Cũng như thay vì mình có tài sản, của cải, nó ráng giữ nha. Ví dụ có chiếc xe, có cái nhà, có cái gì đó thì chúng ta giữ. Còn này không có, sao giữ? Sở dĩ Đức Thầy kêu mình giữ là mình đã có sẵn này nè quý đồng đạo à. Cái lòng hiền mình có sẵn đây nè, cái tâm lành mình có sẵn đây nè, mà hôm nay mình bị đánh mất, cho nên Đức Thầy kêu mình giữ. Theo quý vị, vì chúng ta có sẵn cái tâm lành, cái tánh thiện đây nè, có sẵn đây chứ không phải là không có. Mà Đức Thầy Ngài giới thiệu cho mình thấy đây, giống nồi thiệt cốt gồng tiên mà nay sao quý vị lạc mắt gương hiền nơi đâu. Rõ ràng là mình có cái tâm hiền, có cái lòng hiền, nhưng mà ngạc cái mình bị lạc mắt rồi. Do nơi gì chúng ta, lý do vì sao mình bị lạc mắt quý đồng đạo? Vì sao mình lạc mắt? Đức Thầy Ngài cho mình thấy rõ ràng là do nơi nguyên nhân gì chúng ta ô nhiễm. Vì sống chung chạ với thế giới, người hung tàn bạo ngược. Sao nữa quý đồng đạo? Tánh nết liền ô nhiễm, những sự xấu xa hèn kém trở nên độc ác dữ dằn. Rõ ràng nếu chúng ta có tâm lành tánh thiện sẵn, nhưng mà bởi vì chúng ta bị ô nhiễm quý đồng đạo à, vì sống gần với người hung nè, người ác nè, tà gian quá nhiều nè, cho nên vì vậy mà chúng ta bị ô nhiễm. Vì vậy mà trong sách thánh nói là nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn, cẩu bất giáo, tánh nại thiện. Tức là cái người mới sanh đều có cái tánh, đều có cái tâm lành tánh thiện, nhưng mà vì sống lớn lên rồi đó thì chúng ta bị ô nhiễm, cho nên làm mất đi cái tánh thiện của mình, làm mất đi cái tâm lành của mình. Vì vậy mà Đức Thầy hôm nay Ngài ra đời nhằm mục đích là không gì hơn. Chủ yếu của Đức Thầy ra đời trong cái thời buổi hạ quân mà pháp này không gì hơn là tìm kiếm cái người hiền, tìm kiếm cái người lành. Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời là cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm cái gì quý đồng đạo? Tìm kiếm người hiền mà thôi. Rõ ràng phải không? Thì Đức Thầy ra đời là mục đích là tìm kiếm cái người hiền. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy vô vàn kính yêu chúng ta ra đời là nhằm mục đích để là tìm con lành, dắt lại Phật đường, khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành, dắt lại Phật đường. Như vậy thì Đức Thầy Ngài ra đời không gì hơn là tìm kiếm cái con hiền quý đồng đạo à? À, như vậy thì hôm nay để làm sao chúng ta đạt được cái lòng hiền, đạt được cái tâm hiền này, cả một cái quá trình, cả một cái vấn đề để mà chúng ta làm sao phải tu tập. Thưa quý đồng đạo, thường đó thì chúng ta thấy rằng hiền đó thì sao? Hiền mở bên ngoài đó thì có thể ai làm cũng được phải quý đồng đạo. Nhưng mà chỗ này Đức Thầy nói là lòng hiền, cái hiền ở bên trong chứ không phải cái hiền bên ngoài quý đồng đạo à, phải không? Do đó mà có đôi khi chúng ta cái hiền ở bên ngoài đó thì sao? Tức là bình thường thì ai cũng thấy cũng dễ thương, ai cũng thấy cũng dễ chịu, phải không quý đồng đạo? Nhưng mà khi đụng chuyện, khi đụng cái hoàn cảnh gì đó, cái đó mới thấy được mình có hiền hay không. Nếu mình có hiền từ trong tâm đó thì đụng cái hoàn cảnh, đụng sự việc đó mà chúng ta không có trỗi dậy lên cái lòng sân hận, cái lòng nóng nảy đó, thì đó là cái hiền từ bên trong. Ngặt con cái bình thường thì dễ thương lắm, nhưng mà đụng chuyện lên rồi thì sao? Nó đùng đùng, phải không vậy? Tức là lửa trong tâm này nè, không có đốt mà sao? Nó lừng. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Do đó mà chúng ta chưa được cái lòng hiền rồi đó thì sao? Cái hiền bên ngoài tức là chỉ thể hiện qua cái việc là thuận, cái việc gặp hoàn cảnh nó tốt thì mình hiền. Nhưng mà khi gặp hoàn cảnh nghịch, khi gặp hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta dằn được cái tâm hiền của mình đó, thì cái này nó mới đúng là cái hiền bên trong, không đã. Tức là khi gặp hoàn cảnh khó khăn, khi gặp cái sự việc đưa đến với mình nó trắc trở, nó đủ thứ mà chúng ta vẫn nhẫn nhịn được, vẫn chịu đựng được, thì cái này mới gọi là hiền ở trong. Do vậy thì hôm nay chúng ta muốn đạt được cái tâm hiền, cái lòng hiền, thì trước nhất là chúng ta phải tu cái gì quý đồng đạo? Trước nhất Đức Thầy dạy chúng ta là phải tu về cái bên ngoài, đó là cái thân. Cái thân mình hiền trước cái đó, mà thân có hiền rồi đó thì mới đạt được cái bên trong. Vậy thì đầu tiên Đức Thầy dạy mình từ cái đầu tiên là phải thân hiền. Thân hiền là sao? Tức là cái thân này từ nào giờ mình chưa tu thì mình làm những cái việc quấy, làm những việc ác, làm những việc bất lành.
Hôm nay chúng ta tu rồi đó thì tôi và toàn thể quý vị làm sao chúng ta phải đó, là làm sao cái thân này làm những cái việc lành, làm những cái việc phải. Tức là phải trao sửa cái thân của mình nè. Mà nếu như chúng ta tu mà chúng ta không trao sửa cái thân của mình đó thì mình không có giá trị trong cuộc đời này. Chẳng khác nào chúng tôi nói thí dụ nghe. Mình tu mà mình không trao sửa thân thì chẳng khác nào như cái cây mà mình trồng cây kiểng vậy đó. Mà nếu như quý vị trồng cái cây mai mà quý vị bỏ thí, quý vị không uống, không sửa, không gì hết thì cái cây mai này nó không có giá trị. Mà nếu cái cây mai này được có giá trị đó thì sao? Cái người mà về chuyên môn về bên hoa kiểng, tức là người nghệ nhân người ta, ta phải nắn nót, ta sửa nó từ ngay từ nhỏ là quý ông đạo à. Tức là ngay từ nhỏ là người ta đã sắp về ta sửa từ cái đế. Quý vị thấy mà coi mà những người chơi mai đó, ta sửa cái đế, sửa cái đế cho nó đều, nó không có lép bên nào hết, thì cây mai này thứ nhất là nó có giá trị về cái bộ đế. Thứ hai là người ta sửa cái thân hình đó, thân hình mà đứng thẳng lên thế này thì nó cũng không có giá trị, nó phải lắc lượn này kia nọ ha. Rồi thứ ba là người ta sửa cái cành nhánh đó, ta uống kiểu này kiểu kia kiểu nọ, ta phân chi, ta uống kiểu qua nhạo gì đó, ta uống rành, không đạt. Như vậy thì cái cây kiển này nó sẽ có giá trị. Cái cây kiển này có thể nói là đưa ra cái tầm nhìn bên ngoài, người ta có thể người ta đánh giá được là cái người nghệ nhân này là biết chơi kiển, biết sửa kiển. Cái cây kiển nó trở thành là cái cây kiển cổ, cây kiển quý rồi, nó có thể hàng tỷ đó quý vị, cái giá trị của nó. Như vậy thì nếu mà cái cây kiển kia mà để y không có sửa sang thì cây kiển này nó không có giá trị, mặc dù nó lớn nhưng mà nó không có giá trị. Mà nếu cái cây kiển mà sửa thì có giá trị thì con người mình hôm nay cũng vậy quý ông đạo. Mình muốn được có giá trị thì chúng ta cũng phải làm sao, phải trao sửa cái thân của mình. Mà Đức Thầy dạy sao? Xác trần tục như cây cạnh khến. Tức là cái xác thân của mình chẳng khác nào như cái cây mà nó cạnh khến, nó u nằn đủ thứ hết. Mà Đức Thầy dạy sao? Làm gì? Làm hiền hoài. Rõ ràng có chữ hiền nghe quý ông đạo. Mình nói về lòng hiền mà. Làm hiền hoài ắt phải tiêu ngọn, đẽo với bào riết nó cũng tròn. Đến chừng đó trông vào các tốt. Như vậy thì chúng ta làm hiền hoài thì chẳng khác nào như cái cây của mình u nặng, mà mình đẽo, mình bào, mình gọt riết rồi thì cái cây mình nó trở thành trơn láng của đồng đạo à. Như vậy mình sửa, sửa cái cây mà nó khéo rồi đó, cái cây như cái kiểng mà mình sửa mà như nãy giờ chúng tôi nói đó, thì nó sẽ trở thành là cái cây tuyển quý. Thì con người mình cũng vậy, mình phải làm sao? Phải bào, phải gọt, phải đẽo. Quý vị thấy đó, cây bao lam mà cái chân dung đó, người ta chạm chỗ chạm chỗ cái hình là hoa văn rất là đẹp không quý vị? Là cái cây này nhờ cái bàn tay của cái người thợ gỗ, cái người thợ mộc, người ta mới đem về, người ta bào, người ta cưa, ta đục, ta đẽo, người ta đóng đinh nữa, người ta chạm, ta chỗ đủ thứ thì cái cây kia nó mới có giá trị. Thì hôm nay mình tu cũng vậy quý đồng đạo à. Cái cây của mình mà nó cạnh khến không, mình muốn trơn láng thì mình phải bào, phải đẽo. Mà thậm chí đó, chẳng những mình bào, mình đẽo mà còn nhờ đồng đạo bào đẽo giùm mình nữa. Thưa quý vị, mà nhất là đồng đạo bào đẽo mình nó mau lắm, nó mau trơn láng lắm quý đồng đạo à. Mà có đôi khi á, đồng đạo mà bào đẻo mình nhiều khi mình không có chịu. Phải không quý vị? Có đôi khi người ta thấy mình tu á, là hình như là hư giải đãi gì đó, hay là tu không có đúng pháp gì đó, ta lại ta khuyên mình nhiều khi đó mình buồn. Là này mình không chịu người ta đẻo hơn. Thấy vậy? Cho nên hôm nay mình tu sao đó mà đồng đạo mà ta lợi, mà ta còn thấy mình mà còn có chỗ sai là ta thương mình đó, ta nhắc nhở mình, phải không quý vị? Mà nếu như mà đồng đạo nhắc nhở đúng đó thì mình cảm ơn là người ta đẻo trúng chỗ rồi, làm cho cây mình trơn láng. Còn nếu đồng đạo mà ta đẻo không có trúng chỗ đó, mình cũng cảm ơn đúng không đạo? Chứ không gì đó mà buồn. Là sao vậy? Là người ta đẻo này là gì? Tức là chẳng khác nào ta đẻo không trúng chỗ đây là người ta chích cho mình mũi thuốc ngừa, đặng mình không có phạm mà nhờ cái nhắc nhở này đây. Phải không? Để mình không có phạm. Cho nên đối với vấn đề tu tập mà chúng ta chấp nhận bào, đẻo, gọt cho nó cây chân đáng rồi đó thì sao? Thì mình chấp nhận tất cả những cái gì bên ngoài mà đưa đến với mình, mà mình biết vận dụng nó để trở thành cái trơn láng đó, thì phải mỗi người phải làm sao? Phải tư duy, phải quán chiếu. Chứ đó, có đôi khi mình nghĩ rằng người ta đến, người ta nói những lời nặng nhẹ này kia nọ, mình nghĩ rằng đây là nói như vậy là làm cho mình đó là mất cái giá trị của mình này kia nọ, mình buồn, mình đó, từ đó cái tâm mình khởi lên cái tâm gì? Tâm phiền não. Còn nếu cái người mà biết quán chiếu thì sao? Ta vẫn an lạc, quý ông đạo mà. Cho nên đối với thầy mình thấy đó, Đức Thầy mình mặc dù đó là khi ra đời mở đạo, người Pháp làm khó dễ Đức Thầy đủ điều, nhưng mà đối với Ngài sao? Khó làm cho hiền thánh lung lai. Sao nữa quý vị? Chỉ tứ nước dung phân cây quý. Cho nên tôi và đồng đạo mình tu mà càng gặp hoàn cảnh khó khăn chừng nào đó là chẳng khác nào đó là mình cái cây mình lúc này đó là đang tứ nước, đang dung phân thôi quý vị. Mình chấp nhận đó là tứ nước dung phân đó. Còn mình không chấp nhận thì sao? Tức là mình không cho ta dung phân tứ nước thì cái cây của mình nó không có trưởng thành, nó không có phát triển được.
Như thay vì cái cây bồ đề của mình mà nó còn non quá phải không quý vị? Cho nên đưa ra nắng rồi thì nó héo, chịu không nổi. Rồi á, sóng gió này kia nọ thì nó lật gốc, là do nó cái rễ của mình nó không có bám sâu được. Còn nếu cái cây bồ đề mà nó vững chắc rồi thì sao? Dù sóng gió, dù mưa nắng gì, cái cây này nó vẫn đứng vững sừng sững. Đây là cái cây này nó trải nghiệm sương gió rồi quý ông đạo à, phải không? Vì hôm nay chúng ta tu cũng phải trải nghiệm như vậy đó, thì chúng ta mới sao, mới trưởng thành, mới đạt được cái kết quả. Do vậy thì hôm nay trong quá trình làm sao chúng ta phải tu cái thân, phải sửa cái thân. Mà Đức Thầy nói là người người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần sát sôi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Mà có một điều quý đồng đạo à, Đức Thầy dạy mình rất là kỹ cái chỗ này. Mà nhiều khi mình tu cái, nhiều khi á, mình tu lâu rồi, có đôi khi đó chúng ta tu lộn, mình không có hay. Là sao quý vị? Tu lâu mà mình không có lau chùi, mình không coi sửa là cái cây của mình, mình lo nhìn cái cây của hai bên ngoài không à. Cho nên cái cây này đó là thiếu chi này, thiếu cánh kia, mình chơi người ta. Nhưng mà thật chắc ra cái cây của mình nó cảnh hết đủ thứ này. Cho nên phải làm sao, mình phải trở lại soi gọi lại chính mình. Mà Đức Thầy dạy mình ở trong cái lời dẫn nhập đầu tiên của 8 điều răn cấm, mà hồi đầu giờ quý vị mình có nghe một vị đồng đạo đến đọc đó quý đồng đạo. Đức Thầy dạy mình sao? Chúng tôi thường nhắc chỗ này hoài là sao quý đồng đạo? Là bởi vì tôi và toàn thể quý vị mình chưa làm được, mình phải cố gắng, phải cố gắng khắc phục. Đức Thầy dạy đó là gì? Khi đã coi giảng thì sao? Thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Cho nên khi mình coi giảng là để mình trao sửa lấy mình, để mình coi kệ này mình sửa lấy mình, quý đồng đạo à. Mà có đôi khi mình tu lâu rồi mình tính lộn, mình sửa giùm đồng đạo, mà tu giùm đồng đạo không à. Do nên vì vậy mà tu mấy chục năm rồi quý đồng đạo mà mình bị lỗ láo quá thế. Tức là lo tu cho đồng đạo, lo tu giùm mà không tu cho mình. Cho nên hôm nay làm sao tôi và quý vị làm sao cố gắng, mình phải tu cho mình mới được, mình phải sửa lấy mình mới được. Chứ còn mình đi sửa cho đồng đạo là tu giùm cho đồng đạo không à, không có tu cho mình miếng nào hết. Cho nên vì vậy mà làm sao mình phải tu cho chính mình mới được. Mà Đức Thầy dạy là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Mình mà không sửa mình, không trị mình, mà mình lo coi người khác đó, thì Phật cũng không độ mình được đâu. Do đó mà Đức Thầy nói chỗ này với đồng đạo à. Đức Thầy nói là sao? Nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê. Chỗ này là cái chỗ độc đáo vô cùng. Đừng có nghĩ rằng đó, quý đồng đạo nghĩ rằng giáo lý viên Phạm Trung Khang đứng trên diễn đàn nói chuyện đạo cho quý vị mình nghe như vậy đó là hay dữ lắm. Chưa chắc quý đồng đạo à, phải không? Bây giờ Thầy xác định là nhiều người kinh sử lão thông nè. Nếu như tôi gặp gỡ quý vị mà chia sẻ trao đổi cùng quý vị như thế này mà chúng tôi không ứng dụng, không thực hành, thì coi như là cái việc chúng tôi làm đối với quý vị đó là coi như là không có kết quả gì hết. Tức là tôi không đạt được kết quả gì hết, mà chỉ chẳng qua đó là giới thiệu đãi quý vị mình món này ngon, món này kia ngon, nhưng mà quý vị mình ăn ngon, còn tôi thì kể như là đói. Thưa quý vị, cho nên hôm nay đó là tôi và toàn thể quý vị mình cùng nhau để mà làm sao tìm hiểu được qua cái lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy, để chúng ta ứng dụng cho nó đạt được cái kết quả trong cái quá trình tu tập của mình. Vì vậy mà tôi và toàn thể quý vị chúng ta đó là cùng nhau là đồng đạo, để mình cùng nhau để mà thực hiện qua cái lời dạy Đức Thầy, để làm sao chúng ta đạt được cái kết quả. Do đó thì trong cái quá trình tu tập của mình, đúng quý đồng đạo à, phải làm sao, phải mỗi người phải làm sao phải xét mình, phải tu cho cái thân của mình. À, như vậy thì Đức Thầy dạy về cái quá trình tu thân rồi. Bây giờ ngoài cái gì chúng ta tu thân để trao sửa cái thân này cho nó trơn láng, để trở thành cái người hiền rồi, thì bên cạnh đó tới cái khẩu, tức là cái miệng của mình, cái lời nói của mình. Thưa quý vị, cái lời nói nó rất là quan trọng quý đồng đạo à. Cái lời nói mà nếu chúng ta nói không khéo đó thì dễ gây chia rẽ, mất đoàn kết, dễ mất lòng lắm. Mà nếu như chúng ta nói mà cái lời nói phải, cái lời nói đem lại lợi ích cho mọi người, thì cái lời nói này, cái phước báo nó không lường. Do vậy thì quý vị đồng đạo mình làm sao tu cái lời nói mình nói hoài cũng được, nói từ sáng tới chiều cũng được đó. Nhưng mà làm sao nói những cái lời nói lành, nói những cái lời nói thánh thiện, nói những cái lời nói phải, thì cái lời nói này nó có giá trị. Còn cái lời nói mà mình nói nhiều nhưng mà cái lời nói nó không đem lợi ích cho ai, thì cái lời nói này nó không có giá trị. Quý vị càng nói là càng mang cái khẩu nghiệp. Bây giờ nói những cái lời thị phi, thì nói những cái lời mà nó mất đoàn kết, gây chia rẽ này kia nọ, thì những cái lời nói này nó không đem lại lợi ích cho đâu. Mà Đức Thầy Ngài dạy đó là xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày thuận với hòa, hai ghét với gầy cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Cho nên cái lời nói nó rất là quan trọng. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang.
Một cái lời nói có thể làm cho cái nước nhà nó được thái bình, được an lạc. Mà một cái lời nói có thể nó làm cho nước nhà nó sụp đổ. Một cái lời nói có thể nó làm cho nước nhà nó tan hoang. Do vậy thì nó rất là quan trọng cái lời nói. Mà khi xưa quý vị biết rằng đó là trong cái triều chính của nước Triệu đó, lúc bây giờ có hai cái vị quan tướng này, có hai vị quan này tức là Liêm Pha và Lạng Tương Như đó quý vị biết. Thì lúc bây giờ đó là nước Tần đó là gồm Thâu Lục Quốc, sáu nước Triệu Yên Hàn Ngụy Sở Tề rồi. Nhưng mà lúc bây giờ ông thấy rằng đó là trong nước mình có đầy đủ hết, nhưng mà còn thiếu một cái món đồ. Đó là gì? Cái viên ngọc. Viên ngọc quý. Mà viên ngọc quý này nó nằm trong cái nước Triệu, nó là báu vật của nước Triệu. Cho nên vì vậy mà ông muốn làm sao để mà chiếm đoạt được cái viên ngọc này. Thì lúc bây giờ đó thì các quan đại thần mới tâu với là vua Tần Thủy Hoàng, nó có gì đâu. Bệ hạ là gồm Thâu Lục Quốc mà, bệ hạ đâu có sợ gì, bây giờ là nước Triệu là nước yếu, bệ hạ cứ đem quân sang đánh nước Triệu lấy cái viên ngọc là như không có gì đâu. Thì lúc bây giờ trong đó có một cái vị quan này mới tâu với Tần Thủy Hoàng đó, là tâu bệ hạ nếu làm như vậy cũng được, nhưng mà mình không có lấy được lòng dân. Mình đánh nước Triệu để lấy viên ngọc đó thì được rồi, nhưng mà lòng dân người ta không có thán phục, người ta thán quán. Thì mình là một cái vị vua mà mình đó là một cái vị vua mà lớn trong các cái nước, mà mình làm như vậy thì trở nên là mình cái người hèn lắm, mình ý mạnh hiếp yếu. Do đó mà quý vị biết rằng đó là nghe cái ông quan này bàn vậy thì cũng được. Bây giờ ý khách như thế nào đó, bây giờ mình qua bển mình mượn, hỏi vua Triệu mượn cái viên ngọc, chừng nào mà không cho mình vừa mượn cái cớ là không cho mượn, đánh, phải không? Như vậy thì qua hỏi mượn, thì lúc bây giờ vua Triệu nghe nói cái tin mà qua hỏi mượn là cái như rồi. Cái viên ngọc này mà Tần Thủy Hoàng mà hỏi mượn là cái như về tay Tần Thủy Hoàng chứ sao lấy lại được. Nhưng mà quý vị biết lúc bấy giờ đó thì nói cho mau đó là Lạng Tương Như đó là một cái người quan dân, một cái người quan mà quan dân á cũng là thấp thôi. Thì lúc bây giờ ông mới nói đó, bây giờ nếu mà Tần Thủy Hoàng mà qua mượn thì bệ hạ cứ việc cho mượn đi, rồi Hạ Thần bảo đảm là lấy cái đầu của Hạ Thần, sẽ bảo đảm rằng là Hạ Thần sẽ lấy cái viên ngọc từ tay Tần Thủy Hoàng để đem về trong nước mình, không có mắc đâu bệ hạ sợ. Còn nếu bệ hạ mà không cho mượn đó thì mượn cái cớ này để quánh đánh cái nước của mình là cái gì không còn. Quý vị biết rằng đó là sau khi đó thì cho Tần Thủy Hoàng mượn rồi đó, thì vua Tần Thủy Hoàng đem về nước rồi đó, thì để mà làm sao để cho dân chúng rồi các quan được cái được thưởng thức cái viên ngọc này, thì trong vòng là 7 ngày là hứa sẽ trả lại cái viên ngọc. Nhưng mà quý vị biết đến ngày thứ 7 không có trả. Cho nên đó là lúc bấy giờ Lạng Tương Như từ ở ngoài cổng đó, từ ở ngoài thành đó đi vào triều đình, đi thẳng vào, ông khẳng khái quân cản cũng không được đó. Ông đi vào ông gặp Tần Thủy Hoàng, cho gặp Tần Thủy Hoàng. Lúc bây giờ vô tới Tần Thủy Hoàng thì ông nói tại sao bệ hạ hứa là 7 ngày sẽ trả lại cái viên ngọc mà tại sao bệ hạ không trả. Lúc bây giờ Tần Thủy Hoàng ý cái sức mạnh của mình mà, ngươi dám phạm thượng thi quân, dám lộng ngôn, đao võ ở đâu đem Lạng Tương Như ra pháp trường xử trảm. Lúc bây giờ Lạng Tương Như nó khoan, bị hạ khoan hạ xử trảm Hạ Thần, Hạ Thần chết đó, dưới tay của bệ hạ đó chẳng khác nào như trở bàn tay, không có khó. Nhưng mà cho Hạ Thần nói vài điều, hỏi ngươi muốn nói gì. Thưa bệ hạ, nếu như hôm nay Hạ Thần chết thì không có gì gọi là thán quan, nhưng mà tội nghiệp cho bệ hạ là một đấng minh quân, một chỉ vì thiên hạ, mà bệ hạ hôm nay nói hai lời hứa trả lại viên ngọc mà bệ hạ không trả là bệ hạ thất lời. Mà nếu như bệ hạ có giết Hạ Thần đi nữa thì cũng không bao giờ lấy được lòng dân, không bao giờ thâu phục được lòng dân. Bởi vì bệ hạ là cái người quân tử, mà cái người trưởng phu quân tử mà nói hai lời không giữ đúng lời như vậy đó, thì không thể nào chăn dân trị nước được. Cho nên nó làm cho cái dân đó thì mất niềm tin, mà làm cho các quan đó là cẩn thận, người ta sẽ nhìn bệ hạ bằng cái con mắt khác, không bao giờ để phục bệ hạ. Nói tới đây thì ông nghĩ dở lẽ ra ông nó phải rồi, thôi bây giờ thôi trả viên ngọc chứ sao giờ. Cuối cùng là Lạng Tương Như nói cho mau là đem viên ngọc được về triều rồi đó, thì vua Triệu đó là phong cho Lạng Tương Như lên làm thừa tướng, làm cái quan nhỏ nhưng mà chứ này lên làm thừa tướng, thì ngang hàng với Liêm Pha. Cho nên Liêm Pha mới ganh tị tại sao cái ông này quan ông chức cũng nhỏ mà ông chỉ có đi lấy cái viên ngọc thôi mà giờ về lên làm thừa tướng ngang với mình như vậy. Cho nên đi tới đâu thì ông nói xấu Lạng Tương Như tới đó, chơi Lạng Tương Như tới đó, làm cho nó là lúc bây giờ các cái vị mà theo hầu là Lạng Tương Như đó nói thưa với tướng quân, nếu mà tướng quân đó mà không có thể hiện là một cái người tướng mà mạnh mẽ, mà tướng quân cứ nhút nhát mà gặp Liêm Pha tới đâu tướng quân là sợ tới đó, gục ghè tới đó, thì tôi sẽ không theo tướng quân để hầu hạ đâu. Bởi vì là Liêm Pha nói tướng quân là một cái con cọp nhát,
không có làm gì được chứ, mà chỉ có việc đi lấy viên ngọc đó được thôi, mà về được làm thừa tướng như vậy, nói xấu tướng quân như vậy, cho nên chúng tôi dục lắm. Thì lúc bây giờ quý vị biết là Lạng Tư Như nói như thế nào không? Nói hôm nay sở dĩ mà ta nhịn Liêm Pha đó, không phải ta sợ Liêm Pha, bởi vì Tần Thủy Hoàng ta còn không sợ mà, huống chi mà Liêm Pha. Nhưng mà sở dĩ nước Triệu đó có hai con hổ mạnh, đó là ta và Liêm Pha. Mà nếu hai con hổ này mà tranh đấu với nhau thì làm cho nước Triệu suy yếu, thì làm cho các nước bên ngoài nó xâm chiếm, nó dựa vào cái thế lực này. Do vì vậy mà hôm nay ta nhịn Liêm Pha là ta vì nước Triệu. Nghe nói tới đây rồi đó là quân của Liêm Pha về mới nói thuật lại hết cái câu chuyện của là Lạng Tư Như nói. Thì Liêm Pha lúc bây giờ hết sức là thán phục Lạng Tư Như. Và quý vị biết là đi đến cái nơi mà phủ của Lạng Tư Như, từ ở ngoài phủ mà ông quỳ hai đầu gối, ông đi vô tới phủ để mà xin tạ tội với Lạng Tư Như, vì trước đây mình bất kính là vì mình không hiểu được là Lạng Tư Như. Do đó chúng ta thấy rằng qua cái mẫu chuyện này cũng một cái lời nói của Lạng Tư Như mà làm cho nước Triệu được thái bình, được trị lạc, làm cho trên dưới đều được hòa thuận, phải không nào? Vì cái lời nói mà chúng ta đem lại cái sự đoàn kết, đem lại cái sự hòa thuận, thì cái lời nói này nó rất là giá trị của đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là sao? Lựa lời tiếng sao vậy? Dịu dàng trong sạch khi thốt ra, đoan chánh hiền từ. Có chữ hiền nghe quý ông đạo. Vậy thì mình nói về cái hiền mà. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra, đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ơn đeo đắm. Thưa quý đồng đạo, thì ngoài cái lời nói hiền rồi thì đến cái gì nữa? Cái ý hiền, tức là thân người khẩu người ý nữa. Ý hiền là sao quý đồng đạo? Tức là cái tâm ý của mình cũng phải hiền nữa, mà cái ý hiền chỗ này là chỉ cho cái lòng hiền của mình, đúng không đạo ạ? Như vậy ngoài cái khẩu, cái thân chúng ta hiền rồi, mà chúng ta còn phải cái ý hiền nữa. Mà cái ý hiền ở đây tức là chúng ta phải sao? Ý hiền tức là chúng ta phải tu làm sao đó, là phải có cái tâm nhẫn nhục mới được. Bởi vì cái tâm mà bên trong mà thiếu nhẫn nhục thì cái ý này không hiền nổi đâu, phải không? Cho nên phải có cái tâm nhẫn nhục thì cái ý nó mới hiền được, cái đạo. Mà nhẫn nhục là sao? Theo cái chữ mà nho người ta viết theo cái lối tượng hình đó quý đồng đạo, thì cái chữ nho đó tức là ở trên đó là cái bộ đao, ở trên là cái bộ đao, thì ở trước cái bộ đao nó có dấu phẩy, ở dưới là cái chữ tâm, ở dưới là cái chữ tâm. Như vậy thì cái đao này nó có dấu phẩy, là cái đao này nó nhọn lắm, nó sắc bén lắm, mà nó đâm vào tâm, cái chữ tâm đâm vào tâm, nó khuấy như vậy nè, mà chịu nổi đó thì gọi là nhẫn đó, gọi là hiền đó quý đồng đạo. Mình chịu nổi không quý vị? Đâm vào tâm mà quấy nữa người chịu nổi không quý vị? Đau lắm phải không quý đồng đạo? Phải không? Nhưng mà đối với chúng ta hiểu được qua lời Phật dạy thì sao? Cái này đó là tức là mục đích mình hiểu được qua cái chữ nhẫn, là từ cái đau mà nó đâm vào tâm của mình quấy như vậy, là tức là chỉ cho sự kiên cường, sự nhẫn nại, sự đại hùng đại lực của mình. Mà hồi nãy chúng ta nghe cái đề tài đại hùng đại lực đại từ bi mới được, thì mới vượt qua được cái chỗ này. Cho nên phải có cái tâm đại hùng đại lực, có tâm nhẫn nại mới được, chứ còn nếu không đó thì khó mà vượt qua cái chỗ này lắm quý đạo. Hiền thì hiền chứ gặp nhiều cảnh nó cũng khó hiền lắm phải quý đạo. Có đôi khi mình nói, có đôi khi đó mình đi ra ngoài đường mình tiếp xúc với đồng đạo người này người kia, có thể mình nhẫn được, mình hiền được phải quý đạo. Nhưng mà có đôi khi trong gia đình mình cũng khó mà hiền được lắm, khó mà nhẫn được lắm. Bởi vì nhiều khi trong gia đình á, mình nghĩ rằng mình là làm chồng làm cha, mình nghĩ là mình có quyền, cho nên là có đôi khi trong gia đình nó rất là khó tu với đồng đạo. Vì vậy mà làm sao chúng ta nhẫn được, từ ở trong nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ nè, phận sướng tỳ chồng vợ dịnh nhau nè, chân chân mà chúng ta nhẫn được ở trong gia đình đó, là đó là một cái quá trình phải nói là tu tập của mình rất là khó khăn. Quý vị biết rằng đó, có đôi khi trong nhà đó, nhiều khi đó là chồng tu mà vợ không có tu, có khi vợ tu chồng không có tu, rồi có khi trong nhà con cái này kia nó làm cho mình đó là phải nói là, nếu mà chúng ta không có sự kiên định trong cái quá trình tu tập thì rất là khó khăn. Có cái ông chú này quý vị, ông lợi ông than với tôi, ông nói đệ can ơi, tôi nói thiệt với đệ nghe, bữa nay tôi đến thăm đệ đó là mục đích là tôi nhờ đệ cho tôi xả hơi chút xíu, chứ tôi chịu không có nổi, mà tôi ém hoài chịu không nổi, cho tôi xả hơi để không cảm cho tôi nghe. Nó không có sao chú Tư, cứ nói đi, có chuyện gì chú Tư lại chơi cứ nói. Ông nói tôi nói thiệt với đệ nghe, bữa nay làm ém gà tôi chịu không có nổi rồi. Hỏi gì cho tu trong nhà mà tôi nói với đệ, mình á thầy dạy việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, mình làm trong nhà công việc này kia nọ xong hết rồi, bây giờ mình đi làm từ thiện đi làm phước vậy đó, mà ở nhà bà xã tôi không có cho. Mỗi lần tôi nói với đệ, mỗi lần mà tôi mà xách cây cưa cái búa hay là gì hỏi đi đâu, nó đi cắt nhà ta là bà nói làm việc ba láp,
làm việc tào lao, tối ngày không làm việc tào lao. Quý vị nghĩ coi, là đề nghị coi, bà nói gì đó chịu nổi không? Rồi đó, cái bữa nọ cái mình rảnh thôi, mình xách cái áo chàng mình đi cầu nguyện. Đi cầu nguyện cái hỏi đi đâu hả? Nó nói đi đám làm tuần. Nó tối ngày đi đám làm tuần ai mà đám tuần tối ngày đi hoài. À thôi cũng nhẫn nhịn, nói nặng, nói cay, nói đắng này kia nọ, nhưng mà tôi có vẫn chịu được đấy. Nhưng mà có bữa đó, tôi xách cái áo chàng đi. Tôi lấy chiếc xe đao bữa nay đi xa. Tôi đi đám giỗ. Hỏi cho bữa nay em đi đâu hả? Nó đi đám giỗ nhà đồng đạo. Nó tối ngày ông cứ đi đám giỗ, nó giỗ hoài. Đám giỗ cứu nội ông cái gì mà đi hoài hả? Nghe nói tao cứu nội là chịu không nổi cái gì. Phải nói tới mình thì còn chịu nổi, mà nói tới cứu nội là động chạm tao cứu nội mình chịu không có nổi. Cho nên lúc này quý vị biết nhịn không có nổi. Ông nói tao nói cho mày biết nghe, cái bản mặt của mày. Mày tối ngày mãn theo danh lợi ở mò, không lo tu hành gì chứ. Lo theo danh lợi mà giờ cái thân hình của mày nó gầy gò, nó mò sắp chết rồi nè. Cho nên tao đi làm tuần, tao đi cầu nguyện, tao đi đám giỗ, tao đi làm từ thiện là để gieo cái phước, tạo cái phước, cái duyên. Để sau này mày có chết đó, tao mời đồng đạo đến cầu nguyện cho mày, chứ tao thấy mày tiêu rồi. Nói tới đây quý vị biết là cái bà vợ đâu có chịu nhịn. Bà nói tôi nói thiệt với ông nghe, ông đi đi, tôi vì thương ông tôi mới khuyên ông đi đi, tôi giái cho ông đi chứ này đi. Ông đi ra đường đi, rồi ông gặp xe hàng, xe tải, sao gian nó đụng cho ông mà đừng có chết. Đụng trong què hoặc gãy giò cái cẳng vậy đó, ông nằm đó vậy đó, rồi từ từ hết chết, mòn mòn hết chết vậy, nhưng mới vừa cái bụng của tôi. Thì nghĩ coi, nói tới đây ông nói tao không có xe hàng, xe tải, sao gian gì đụng mẹ cho bi, mới chuẩn bị ra đi, sẵn dẫn xe ra mà, thì đang càng hàng trước xăng đó, thì ổng hiện cái xe lên vượt đụng qua. Nó tao không xe hàng, xe tải, sao gian gì đụng, tao đụng ngoài nè, đầu lấy xe chạy, phải chạy vòng vòng cái xăng, chạy biết bà la lên, nó bớ người ta, ông tư ông tu mà ông chạy xe đụng tôi nè, bớ người ta. Nghe bà là quá thế thôi, thấy kỳ quá thôi, bỏ xe đó, vô trong nhà nằm nghỉ, mệt quá rồi, quá bức xúc rồi. Cái vô trong nhà nằm tưởng đâu yên đâu, bà vợ bà cũng tới nữa. Mà nói rồi sao, nói đi rồi không đi, đi nằm đây. Nói tao ngu gì tao đi, mày mới chù xe hàng, xe tải, sao gian đụng tao, tao đi rồi đụng tao sao. Cái nói tao đây, cái cô vợ được nước đúng không vậy? Cái cô mới nói, tôi nói cho ông biết nha, vợ chồng tôi thương ông, tôi muốn khuyên ông. Ừ, tôi nói này kia nọ mà mỗi lần nói ông cái ông cứ đồng đống vậy đó. Mà bữa đó mời đồng đạo về uống nước trà, ăn bánh uống nước trà, nói giờ tôi hiền dữ lắm, tôi là nhẫn dữ lắm, bây giờ tôi từ bi dữ lắm, tôi không có nóng nảy gì cho anh ơi được kia nọ. Ông mà tu cái đó, ông nói ông vô ngã hả? Ông tu cái đó mà vô ngã hả? Nó mày im không, tao vô mày ngã bây giờ. Quý vị nghĩ coi cái này là sao quý vị? Cái này là nhẫn hết nổi không quý vị? Cái này hiền nổi không quý vị? Do đó mà chúng ta thấy rằng đó, hôm nay đó, qua cái vấn đề cái người tu làm sao chúng ta phải đạt được cái chỗ ý hiền, tức là chúng ta phải nhẫn nhịn chịu mọi cái hoàn cảnh của đồng đạo dù gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào, chúng ta cũng phải làm sao cố gắng, phải không quý vị? Trong cái quá trình tu tập của mình đó, quý vị biết rằng đó là ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngờ, mà kim mài dũa, kim kia mới bén mà. Cho nên vì vậy mà những cái đó là những cái mà lao chùi, những cái mài dũa mình đó quý đồng đạo để giúp cho mình trưởng thành hơn, chứ không phải gì. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy đó là để giúp cho cái chí khí kiên cường của mình đó được vượt qua nổi hay không. Nếu mà vượt qua được thì sao? Nếu bệnh lòng thì sao? Vậy vị quả cao thắng chẳng chặt dạ thì sao? Bỏ lăng Phật thánh, phải không vậy? Do nữa đó mà Đức Thầy dạy chúng ta đó là lòng hiền, tức là muốn chỉ cho cái tâm chúng ta phải hiền, phải hay sao? Không phải là chúng ta hiền trong cái ngày hôm nay, không phải là chúng ta hiền trong cái giờ phút ngồi dự thuyết giảng này, hay là không phải chúng ta hiền ở một giờ, một khắc, một giây nào, mà Đức Thầy dạy chúng ta là cái lòng hiền này phải giữ vẹn, là giữ cho tròn. Mà tròn cái gì? Sớm chiều. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì sớm chiều ở đây muốn nói là gì? Muốn nói cái thời gian sớm chiều là cái mốc thời gian từ sáng tới chiều, từ sáng tới tối, từ sáng tới tối. Nhưng mà ở đây thứ nhất chúng tôi đưa ra cái mốc thời gian, thứ nhất là một là cái mốc thời gian sớm chiều là chỉ cho mốc thời gian trong cái thời khóa là sớm chiều. Thứ hai là cái mốc thời gian đó là sớm chiều, đây là chỉ cho ngoài thời khóa, tức là trong tứ tướng quay nghi. Thì lúc nào chúng ta cũng phải giữ làm sao cho tròn được cái lòng hiền này. Như thì trong thời khóa đó là gì? Tức là tròn cái lòng hiền trong thời khóa đó là sớm chiều, chúng ta cúng lại sớm chiều, đây là trong thời khóa. Mình phải làm sao làm tròn cái trách nhiệm của cái người tín đồ. Mà khi mình nguyện giấy, mà mình nguyện trước ngôi Tam Bảo, mình nguyện sao quý vị? Quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện sao? Chúng tôi trích đoạn thôi nghe. Nay con nguyện cải hối, ăn năn, làm lành,
lánh giữ quy y theo mấy ngày để làm chi? Để tu gì? Tu hiền theo Phật đạo. Rõ ràng tu hiền đó vậy. Vậy thì mình nguyện hứa là mình tu hiền, mình hiền mà. Như vậy thì hàng ngày sớm chiều mình nguyện hứa để tu hiền. Mà trong khi đó mình nguyện hứa tu hiền đó, quý đồng đạo mình biết là sớm chiều mình nguyện hứa tu hiền ở đây đó. Một là tu hiền để chi? Để cứu cửu quyền thất tổ ông bà mình được siêu sanh về Phật đài. Thứ hai là mình nguyện tu hiền để chi? Để chúng ta được về Phật đài, phải không? Trong cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà đó, cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Tức là mình nguyện hứa làm hiền để mà mình làm sao tu để đưa cửu quyền thất tổ ông bà mình về Phật đài. Rồi mình nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải, liên đài được lên. Tức là mình nguyện hứa làm sao để mình được về liên đài. Như vậy thì hôm nay qua cái hai thờ công khu cúng lại sớm chiều của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để chúng ta thể hiện được cái lòng hiền của mình, quý đồng đạo. Tức là chúng ta vừa tự tu tập lấy mình, đó là gì? Vừa tự độ, mà chúng ta còn thể hiện qua cái công hạnh là lòng hiền của độ tha. Đó là cúng lại sớm chiều, đó là lòng hiền của độ tha. Tức là mình cầu, cầu cho cha mẹ, cầu cho cửu quyền thất tổ ông bà, cầu cho vạn loại chúng sanh đó, quý đồng đạo. Cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện mình cầu sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Tức là mình nguyện phổ độ cho tất cả chúng sanh được về cảnh giới cực lạc, được giải thoát không còn luân hồi sanh tử nữa. Đó là cái công hạnh độ tha của đồng đạo chúng ta, thể hiện qua cái tâm từ bi, thể hiện qua cái lòng hiền của mình, đúng không đạo? Mình mới làm được cái việc này. Mà nếu như chúng ta muốn thể hiện qua cái lòng hiền trọn vẹn thì sao? Thì mình nguyện sao mình phải thực hiện vậy chứ sao? Quý vị, bây giờ mình nguyện phổ độ chúng sanh mà mình còn dặn chúng sanh được không? Mình còn phiền não chúng sanh được không? Chiều chắp tay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Sáng chắp tay cũng nguyện vậy, chiều chắp tay cũng nguyện vậy, có khi trưa nữa, có khi khuya nữa. Có nhiều đồng đạo tu tinh tấn nguyện vậy đó. Nhưng mà mình nguyện vậy mình phải thực hiện. Đó là phổ độ chúng sanh, mình phải từ bi chúng sanh, mình phải thương chúng sanh. Có đâu mình nguyện Phật phổ độ chúng sanh mà mình giận chúng sanh, mình ghét chúng sanh, mình phiền não chúng sanh, mình phân chia phiền não chúng sanh, thì cái này chưa phải là lòng hiền, thấy không đạo? Do đó mà quý đồng đạo, mình có khi nào mình nguyện, mình chấp tay mình nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, mà bỏ cái bà vợ tôi ra không? Bà này bà khó ưa quá không? Có khi nào vậy không? Hay là bỏ ông chồng tôi ra không? Có ai nguyện gì không? Hay là bỏ cái người hàng xóm ra không? Không, thấy không vậy? Đâu có ai nguyện gì đâu. Mà mình đều nguyện phổ độ chúng sanh là mình đều thương hết tất cả chúng sanh, dù cho cái người đó là có làm cho mình bực bội, dù cho cái người đó có khó ưa, nhưng mà mình đã nguyện rồi thì sao? Thôi bây giờ mình cũng không còn bực bội với người đó làm gì, mình cũng không còn khó ưa với người đó làm gì. Đã nguyện độ cho họ rồi thì sao? Mình thương hết tất cả chúng sanh, đúng không đạo? Để thể hiện cái tâm, cái lòng lành, cái lòng từ bi của mình, cái lòng hiền của mình, phải không đạo? Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Thầy, tôi và toàn thể người ta, chúng ta làm sao cố gắng mình thể hiện được cái lòng hiền của mình nữa vậy? Hằng ngày mình nhớ, Thầy nói là nhớ, chớ bỏ lời thề sao? Nơi Phật cảnh, tức là hằng ngày mình cúng lại đây là trước Tam Bảo Phật Đài, đó là Phật cảnh đâu quý vị à. Chốn Phật đường ráng cao đức hạnh, phải bền lòng mơ rảnh chẳng ai. Phật đường ở đây không phải là ở chùa, Phật đường ở đây không phải là ở chỗ Đức Phật ngự đâu, mà Phật đường ở đây tức là ở tại gia mình, tại nhà mình có thờ Phật đường đây. Tức là có thờ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đó là Phật đường đó quý vị à. Chốn Phật đường ráng cao đức hạnh. Như vậy thì hàng ngày mình cúng lại sớm chiều, mình nguyện phổ độ chúng sanh, thì thôi giờ mình phải từ bi chúng sanh, mình phải thương chúng sanh, mình không còn giận chúng sanh, không còn phiền não với chúng sanh nữa. Được không quý vị? Được không? Sao được, bên bà vỗ tay, bên ông im ru à? Mình cũng phải cố gắng thôi vậy à. Nhất định là chúng ta sẽ làm được. Thưa quý đồng đạo. Dạ. Yeah. Mấy ông bên Nam nói là không nói mà ta làm. Yeah. Quá hay quá vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng đó là bên Nam bên nữ gì đó, trong cái đạo tràng này hôm nay quý vị đến đây mà dự chương trình thuyết giảng như thế này, và đồng thời chúng ta hiểu được qua lời Phật dạy, thì chúng tôi thấy rằng là quý vị mình đều đang trong quá trình, tôi và quý vị mình đang cố gắng để thực hiện cái điều này đây, phải không? Mình đang tu tập mà, mình đang trong quá trình để mà chúng ta đạt đến cái kết quả gốc gáo. Do vậy thì đây là cái phương tiện để Đức Thầy nhắc nhở mình, để tôi và quý vị cố gắng,
để mình làm được cái chữ hiền này. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, đó là qua hai thời cúng lại chúng ta phải làm sao thực hiện được cái điều này. Mà Đức Thầy dạy mình đó quý ông đạo à, sự lễ bái là điều phụ thuộc, nhưng sao? Nó là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Do đó nó rất là quan trọng quý ông đạo à. Cúng lại sớm chiều nó là trợ đạo, nó nhắc nhở mình, mà nhắc nhở mình là sao? Trợ đạo là như thế nào? Thưa quý đồng đạo, trợ đạo ở đây chúng tôi nói chỗ này hoài đó, tức là đồng đạo mình đừng nghĩ rằng trợ đạo nó là bình thường, nó là phi thường. Trợ đạo nó là phi thường, tức là nó giúp cho chúng ta trong quá trình tu tập để đạt thành cái kết quả đây là nhờ cái trợ đạo này nè. Nếu không có trợ đạo thì cái chánh đạo chúng ta cũng không thể nào đạt được kết quả đâu quý đồng đạo. Như thay vì chúng tôi nói đi, mình có cái hạt giống, mình cho giống này là giống tốt, giống này là giống quý rồi, giống này là giống thuần rồi, giống chủng rồi, giống này là cây nó đơm bông kết trái là nó sai nè, nó cho mùa bội thu vân vân. Nhưng mà nếu như có hạt giống mà quý vị không có đất, không có nước, không có phân, không có người để mà canh tác chăm sóc, thì cái hạt giống này nó nảy mầm được không? Nó đơm bông kết trái được không quý vị? Không bao giờ được, nhất định là 100%. Phải có nhờ có trợ duyên, đó là nhờ đất, nhờ phân, nhờ nước, nhờ người chăm sóc thì cái hạt giống này mới nảy mầm được. Như vậy thì hôm nay trong quá trình mà Đức Thầy nói là món trợ đạo, đó là như đất, như phân, như nước, như cái người chăm sóc, đó là trợ đạo đúng không đạo ạ? Vì cái quá trình cúng lại của mình đó là chẳng khác nào nó quan trọng như vậy đó. Vậy mà Thầy nói là nó là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm, tức là nhờ đó mà chúng ta không quên cái việc tu tập của mình, hằng ngày nhắc nhở mình. Cho nên Thầy dạy là sớm với chiều sao gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Rõ ràng là đắc đạo đâu quý ông đạo à. Cúng lại sớm chiều thành tâm mà chúng ta thể hiện được qua hai thời cúng lại, với cái lòng hiền của mình, với cái lòng từ bi, với cái lòng lành của mình, đó là ăn năn làm lành đánh giữ quy theo mấy ngày tu hiền nè. Như vậy chúng ta thực hiện được như vậy đó là chúng ta vừa thể hiện qua cái công hạnh tự độ và độ tha. Độ tha đó là cứu vớt cửu nguyện thất tổ ông bà, nam mô nhị nguyện cầu cửu nguyện thất tổ nè, tịnh độ siêu sanh nè, nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương nè. Tức là mình vừa độ tha cho cửu nguyện thất tổ ông bà mình, cho cha mẹ mình, rồi cho bá tánh vạn dân từ tâm bá cái giải thoát mê ly nè, là cho tất cả bá tánh vạn dân. À, do đó mà hai thời cúng lại đó nó ý nghĩa sâu sắc lắm. Chứ tôi không thể nào ở đây mình không phải chuyên về cái đề thờ phượng lễ bái, cho nên mình chỉ nói để đồng đạo chúng ta thấy được rằng đó lòng hiền giữ dạng sớm chiều qua hai thời cúng lại là không thể nào thiếu được, nó rất là quan trọng. Có thể nói người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta quy theo đạo, có thể là mình thực hiện qua cái cách thờ phượng, đó là trong nhà mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải thờ ba ngôi thờ cúng. Đây là cái nghi thức của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà bên cạnh đó Đức Thầy có thể là cho phép mình, thí dụ chúng ta không đủ điều kiện, nhà cửa chặt hẹp, không thể nào thờ được ba ngôi, Đức Thầy cho phép mình thờ một ngôi thôi, đó là một bàn thông thiên với một lư hương không cúng đặng. Đức Thầy có thể hạn chế về vấn đề là cho phép mình thờ phượng bằng cách là bây giờ không thờ được ba ngôi thì thờ một ngôi thông thiên. Mà thí dụ trường hợp quý vị mình ở xa nhà, ở chung với cái người khác không phải là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người tôn giáo khác, mình không thể thờ phượng được, Đức Thầy cũng cho phép mình khỏi thờ luôn, cũng vẫn là trở thành là cái người tín đồ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc thờ phượng mình không thờ, nhưng mà cái việc cúng lại mình có nghĩ cúng được không quý ông đạo? Không, phải không? Bây giờ Đức Thầy dạy nè, bởi vì đi xa nhà thì sao? Ví dụ như đi đầm ruộng, đến giờ cúng thì sao quý vị? Ngó về hướng Tây, nguyện rồi xá bốn hướng. Còn đi xa nhà thì chúng ta là sao? Bây giờ đi xa nhà là không có đi làm ruộng, đang chạy xe trên đường, đang tới cái giờ cúng, đang chạy xe trên đường, bây giờ đang ở giữa chợ, không lẽ nào mình xuống xe, đậu xe đó rồi giữa chợ người ta đông đúc vậy, mình đứng mình ngó về hướng Tây để rồi mình nguyện, mình xá, mình cúng. Kiểu này người ta nghĩ rằng đó, ông biết ông này có vấn đề gì đây, ta đem xe cứu thương lợi chở mình đi Biên Hòa là nguy. Thế vậy? Cho nên là Đức Thầy cho phép mình, đó là gì? Nguyện tưởng trong tâm cũng đặng, tức là vừa ngồi trên xe, vừa lái xe cũng thực hiện được cái bài cúng của mình. Hay là ngồi dưới tàu, dưới ghe, hay ngồi trên xe vậy đó, chúng ta cũng vẫn thực hiện được. Rõ ràng là trong cái quá trình tu tập của mình, Đức Thầy dạy chúng ta là sớm với chiều qua hai thời cúng lại là không thể thiếu. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Rõ ràng như vậy thì đó là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, có làm trong thờ khóa. Ngoài thờ khóa đó là gì? Tức là chúng ta phải làm sao giữ dạng, đó là gì? Trong tứ tướng quay nghi,
đi, đứng, nằm, ngồi. Không phải là chúng ta hiền bữa nay rồi hiền chỗ này, lại chỗ khác thì mình không hiền là không được, quý ông đạo à. Phải không gì? Hiền mọi lúc mọi nơi, nói chung là 24 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng phải giữ vẹn cái lòng hiền của mình. Mà cái lòng hiền này là chúng ta đã có sẵn đây nè. À, mà sở dĩ chúng ta không giữ vẹn là vì cái bối cảnh bên ngoài, vì cái nghịch cảnh gì đó mà làm cho tâm chúng ta phiền não, làm cho mình gợn sóng lên. Phải không quý đồng đạo? Do đó mà hôm nay quý đồng đạo chúng ta, tôi và quý vị làm sao mình lắng lọc được. Bây giờ cái sự tu tập của mình chẳng khác nào như là cái lưu nước mà nó đục nè, mà cặn dưới này không mà nó có một chút xíu trong này nè. Quý vị làm sao tu tập, làm sao mà mình đổ được hết trơn cái nước cặn này đó ha. Là coi như là quý vị đi tới đâu cũng không bao giờ là nó bị khuấy đục. Phải không quý vị? Ngặt con cái mình chưa đổ được nước cặn thì sao? Mặc dù nó trong cái lớp trên này nè, thấy nó trong, nhưng mà đụng nhẹ cái sao? Cặn nó lên, cặn cáo nó lên, cặn cáo nó lên. Là bởi vì mình chưa có lóng được cái nước trong. Phải không? Khi nào mình lóng được nước trong, đổ bỏ nước cặn hết, thì lúc bây giờ là mình sẽ sao? Lúc bây giờ mình sẽ là, lúc bây giờ là kể như là tâm mình nó an lạc. Bởi vì nước cặn nó không còn nữa thì mọi hoàn cảnh đến với mình không có gì hết, quý ông đạo à. Phải không quý vị? Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, tức là tôi và toàn thể quý vị làm sao chúng ta đó là đổ hết cái nước cặn bỏ đi, đừng có để nước cặn nữa. Mà hãy còn để nước cặn thì sao? Đức Thầy dạy trong này đây: ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Tức là sao? Bởi vì từ nào giờ cái tánh xấu của mình á, mình cứ đem vô không à, mình không có kinh ra, cho nên nó quá nhiều đi, cho nên Đức Thầy mới kêu mình phải rinh ra, chứ phải chỉ Đức Thầy nói quăng ra hay liện ra thì nó nhẹ lắm. Ngặt có cái điều xấu, điều dù xấu tốt cũng là dồn chứa vô, cho nên nó nhiều quá, cho nên Đức Thầy mới kêu mình phải rinh ra, là hôm nay mình mới thấy được, mình mới hiểu được, mình mới làm sao để sửa này, cho nên nó phải rinh ra. Do vậy thì hôm nay trong quá trình tu tập mà tôi và đồng đạo mình cứ rinh ra hoài thì đâu còn tánh xấu nữa, thì kể như cặn cáo không còn. Mà cặn cáo không còn thì sao? Thì nước nó trong. Cho nên mình phải làm sao? Cố gắng mình phải xét lại mình, sửa cái tánh xấu của mình, thì đó là cặn cáo không còn nữa, thì đó là trở thành cái người hiền à. Như vậy thì thưa quý đồng đạo, mà muốn đạt được cái kết quả mà lắng được cái nước trong đó, mà để không còn cặn cáo như cái chai nước này mà xúc cỡ nào đi nữa nó cũng vẫn trong gì hoài nè, thì chúng ta phải làm sao? Phải thực hiện qua cái câu thứ hai, đó là xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Muốn đạt được như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải xem kinh. Bởi vì nếu mà chúng ta không học giáo lý, không học kinh sách nhà Phật, thì làm sao chúng ta hiểu được để chúng ta đó là có cái phương pháp để mà chúng ta hóa giải, có cái phương pháp để mà chúng ta lọc nước, chúng ta đổ cái nước đục đi khi còn cái chai nước trong này, phải không gì? Bởi vì cái nước suối này mà trong cái quá trình mà người ta làm được trong như vậy đó, người ta phải qua cái sự lắng lọc. À, có cái máy để người ta làm, người ta tạo ra cái nước trong tinh khiết như thế này, thì mình tu mình cũng phải sao, mình cũng lắng lọc nữa, phải không quý ông đạo à. Như vậy thì hôm nay phải học giáo lý mới được, quý ông đạo à. Mà Đức Thầy dạy là xem kinh là gì? Xem kinh ở đây mình đi mua những cái bộ kinh như là Đại Bát Niết Bàn hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh về để mình xem, mình đọc, có phải vậy quý ông đạo? Thưa quý vị, xem kinh ở đây tức là không ngoài đó là chúng ta xem cái cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý toàn bộ của Đức Thầy. Bởi vì Sấm Giảng Giáo Lý Thi Văn Giáo Lý toàn bộ Đức Thầy đó là kinh đó, là quý ông đạo à. Bởi vì Đức Thầy ngài đã giới thiệu cho mình thấy là cái cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý đó là kinh này: ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, tùy phong hóa dân sanh phù hạp, chấp bút thần tả ít bổn kinh. Rõ ràng giáo lý Đức Thầy là kinh, phải không quý ông đạo? Mà hôm nay Đức Thầy chấp bút thần để tả ít bổn kinh, tức là cái cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý toàn bộ Đức Thầy là kinh. Như vậy thì hôm nay tôi và toàn thể đồng đạo mình xem kinh là không gì hơn là chúng ta học giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đó là học cái cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Bởi vì trong này Đức Thầy ngài rút hết nội hàm tam tạng kinh điển của Phật giáo từ kinh luật luận. Bởi vì chính ngài đã cho biết là quá mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài đọc tụng ngó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Cho nên vì vậy mà từ xưa đến nay, bởi vì đó là Đức Thầy nói là từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Là bởi vì trải dài từ cái truyền thừa của Phật giáo đó, trải dài tới 33 vị tổ, tới ngày lục tổ Huệ Năng là cuối cùng, đó là Phật Pháp gài then.
Do vậy mà quý vị biết rằng đó là qua cái sự truyền thừa nhà Phật đó, thì kinh điển tam sao thất bổn. Nhưng mà nếu như những người mà tu tập chân chánh giải thoát đó, thì dịch ra những cái lời kinh của Phật đó, thì nó áp dụng cho cái người tu giác ngộ đó thì nó đạt kết quả. Còn nếu như đằng này cái người mà phàm tâm là phàm tăng, mà nếu như mà chưa có trí tuệ mà dịch kinh sách thì chẳng qua là cũng là cái trong cái giai đoạn của cái người phàm tăng đó. Ha. Còn nếu như mà hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta gặp được giáo lý Đức Thầy, Ngài là một vị cổ Phật lâm phàm, là một vị thánh tăng trở lại đây, mà chính Đức Thầy Ngài cho biết là đạo vô vi của Phật An Cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước, hay là theo đòi Rương Phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu. Vì hôm nay Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật trở lại đây, để rồi thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp đây, để rồi sáng tác ra sấm giảng thư gian giáo lý, để tùy phong hóa dân sanh phù hợp đây, để làm sao nó phù hợp trên thì khế với chân lý Phật Đà, dưới thì phù hợp căn cơ trình độ chúng sanh, đó là khế lý và khế cơ. Do vậy mà hôm nay chúng ta thấy rằng mình may mắn là gặp được cái cuốn sấm giảng thư gian giáo lý Đức Thầy đó. Ngài dạy đạo bằng cái tiếng Việt Nam, bằng tiếng mẹ thân yêu, bằng ông Phật Việt Nam, không cần phải dịch giải gì cả của đồng đạo à. À, do vậy mà thầy cho biết là quyết dạy chẳng nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Do vậy mà khi chúng ta học qua giáo lý Đức Thầy thì chúng ta thấy rằng nó dễ dàng để giúp chúng ta dễ hiểu. À, khi mình đọc tới đâu thì mình hiểu được cái lời dạy Đức Thầy, nó cụ thể bằng cái lối văn rất là bình dân giản dị, phải không? Mà toàn thể trong sấm giảng thư gian giáo lý Đức Thầy thì Đức Thầy viết bằng cái lối văn dần đó, để mà giúp cho đồng đạo chúng ta đó là làm sao để học nó mau hụt, dễ nhớ nữa. Vì thương chúng sanh quá à, cho nên Đức Thầy nói là như thể di dùng đặng cứu ba gia, tức là dùng lợi thấp lợi để làm sao cho chúng sanh dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ giác ngộ tu tập. Mà chỉ có ông Phật mới khéo léo mới làm được cái điều này với đồng đạo à. Quý vị nghĩ coi đó, có một cái ông thầy thuốc nào mà trị bệnh bằng một cách đơn giản mà lại hết bệnh, thì cái ông thầy thuốc đó là ông thầy thuốc phải nói là giỏi. Quý vị, chứ không cần qua què, không cần phải là máy móc, mà bằng một cách đơn giản mà hết bệnh thì ông thầy thuốc này giỏi. Như vậy thì hôm nay chúng sanh mình là bệnh, mà giáo lý Đức Thầy là thuốc, mà lại nữa Đức Thầy ra đời là chỉ cái phương thuốc rất là dễ dàng, mà chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu tập sẽ đạt được cái kết quả. Mà cái phương thuốc này không gì hơn, đó là trong cái nội hàm mà trong cái bài này, trong cái câu này mà chúng tôi sẽ gặp quý vị, đó là xem kinh niệm Phật. Không gì hơn là cái phương thuốc niệm Phật, quý đồng đạo à. Mà chút nữa đây chúng ta sẽ nghe qua cái phương thuốc niệm Phật Đức Thầy dạy chúng ta. Như vậy thì chúng ta nói về kinh chút xíu đi. Xem kinh ở đây tức là chúng ta học giáo lý, mà hãy chúng ta không học giáo lý thì sao? Thì mình không biết đâu để mà tu. Nếu cái người tu mà không có học giáo lý đó, thì chẳng khác nào sao? Chẳng khác nào như là cái người mù mà đi trong đêm, quý đồng đạo à, mù mà còn đi đêm nữa. Thì làm sao chúng ta mù thì không thấy đường đâu, mà đi trong đêm nữa thì cứ như dễ mà gặp cái tai nạn, phải không quý vị? Cái người thấy đường người ta thấy đường thì ta đi, mà đi trong đêm người ta đâu thấy đâu tránh, phải không quý vị? Như mà mù đi đêm đó quý đồng đạo à. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta tu mà chúng ta gặp được giáo lý thì sao? Chẳng khác nào quý vị biết rằng đó là mình hôm nay mình sống trong cái đêm tối vô minh mà gặp được giáo lý, chẳng khác nào gặp cái ánh mặt trời, gặp cái mặt trăng để mà soi tỏ trong cái đêm tối này nè. Mà Đức Thầy nói là bóng trăng cậy đỡ ban đêm, tức là cái bóng trăng để mà cái ban đêm người ta nhờ cái bóng trăng này người ta thấy đường. Vì hôm nay giáo lý Đức Thầy đó nhằm mục đích là gì? Là chẳng khác nào như cái bóng trăng để mà thắp sáng lên cái đêm tối của chúng sanh đang sống trong cái đêm tối vô minh này nè. Mình không biết đâu là chánh tà trơn vọng thiện ác đúng sai phải quấy. Nếu không có giáo lý Đức Thầy đó thì tôi tin chắc rằng tôi và toàn thể quý vị mình đó là mù mờ dữ lắm, không biết đâu là cái lối ra của đồng đạo à. May mắn là hôm nay chúng ta có được giáo lý Đức Thầy, mình mới thấy được cái rõ ràng con đường để chúng ta giác ngộ tu tập, là phải nói là một cái điều hết sức là may mắn, một cái điều phải nói là hữu duyên vô cùng của quý đồng đạo. Vì vậy mà làm sao chúng ta phải cố gắng, tôi và quý vị cố gắng làm sao, mình phải cố gắng là học đọc giáo lý, nhất là trong những cái chương trình thuyết giảng giáo lý như thế này. Quý vị mình làm sao nhín chút thời gian chúng ta tham dự những cái chương trình thuyết giảng như thế này, để giúp cho tôi và đồng đạo mình đó là phát kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Như vậy thì quý vị mà ngồi với này ủng hộ chương trình thuyết giảng giáo lý đó là công đức vô lượng, đúng không đạo?
Nếu như hôm nay mà không có quý vị đến mà dự thuyết giảng đây đó, thì tôi và giáo lý viên Quỳnh Thầy Bạch Lê cũng không có được đứng đây để chia sẻ Phật Pháp. Phải không quý vị nào? Vì nhờ quý vị mà mới có chương trình thuyết giảng hôm nay đây. Vì cái công đức lớn nhất là công đức của quý vị. Phải không quý vị nào? Do vậy thì mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay trong hội trường đây quý vị. Thì quý vị đến dự thuyết giảng là quý vị là cái phước đức vô lượng rồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta truyền bá Phật Pháp để nhằm mục đích là gì? Để giúp cho tôi và đồng đạo mình nâng cao cái nhận thức về giáo lý, hiểu biết về giáo lý để chúng ta giác ngộ. Mà Đức Thầy Ngài chỉ biết sao? Khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phòng bạc. Tức là chúng ta phải học giáo lý, chúng ta mới thoát được cái miền hắc ám phòng bạc. Còn nếu mình không học giáo lý đó, thì chúng ta không thể nào ra khỏi cái con đường mê lầm này được quý đạo. Như vậy thì tôi và toàn thể quý vị làm sao chúng ta phải cố gắng năng nổ học đọc mới được. Chứ còn nếu không học thì mình dễ lầm lạc, dễ chạy vào cái con đường tà, dễ chạy vào con đường mê. Vì không học giáo lý chúng ta không xác định rõ con đường thì sao? Ai nói gì mình cũng nghe hết quý đạo. Ai nói gì cũng nghe hết. Mà nghe đâu á, người nào mà nói mà hay đó, linh ứng màu nhiệm đó, chúng ta chạy theo à. Nghe ông nào mà biết được là thiên cơ quyền bí gì đó, cái chúng ta chạy theo à. Nghe ai nói đâu là biết được đó là cái máy trời đây là ngày mai ngày mốt vậy đó, đời tới sập tận thế vậy đó, cái mình chạy theo mình nghe. Thưa quý đồng đạo, đây là gì? Tức là nếu chúng ta không hiểu giáo lý thì chúng ta tin theo. Mà tin này là tin bước nghe càng. Mà thầy nói là đừng bả đâu tin bước nghe càng làm ngu muội, đọ thân uổng kiếp. Vì mình thấy rằng đó, Đức Thầy dạy mình đây nè, chúng bài nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì ắt tan thành vì sao. Họ biết, họ nhìn mình, họ biết mình á, nhà mình á là bao nhiêu người, mình là bao nhiêu tuổi, nhà mình hồi đó giờ sao sao họ biết hết. Họ nói tới đâu mình tin tới đó, tin rồi đó họ lái qua, họ lái qua cái này cái kia cái nọ, rồi chúng ta chạy theo, coi chừng chạy theo cái con đường tà, theo cái con đường mê. Do vậy mà mỗi người phải làm sao chúng ta học đọc giáo lý để cho tôi biết đâu là chánh tà chân chân thiện ác. Cho nên có thể nói rằng cái giáo lý Đức Thầy đó, nó là cái chìa khóa để mở rộng cửa tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho tín ngưỡng chân chánh. Trên con đường học chánh nó giúp cho mình có một cái trí sáng và một cái trí nhớ vô biên. Trên con đường giác ngộ tu tập thì nó giúp cho mình phân biệt được đâu là chánh tà chân vọng thiện ác. Nếu mà chúng ta không học giáo lý rồi thì chúng ta không thể nào thấy được cái con đường để chúng ta đi cho nó đúng. Vì vậy mà tôi và toàn thể quý đồng đạo chúng ta làm sao để cố gắng mình học đọc giáo lý. Mà có một điều quý vị biết rằng đó, mình nghĩ rằng mình học giáo lý đó rồi đó, mình ôm sát giáo lý để mà mình có được cái trí thức, có được cái sự nhận thức hiểu về giáo lý, là mình phải ôm chặt giáo lý. Nghĩ đâu là ôm chặt giáo lý vậy là mình hiểu được giáo lý. Thưa quý đồng đạo, ôm chặt giáo lý chúng ta cần phải tu duy, học chúng ta cần phải suy xét. Chứ không phải ôm chặt giáo lý đó, có nhiều đồng đạo nghĩ rằng đó, giáo lý là pháp bảo vô giá rồi. Cuốn sấm giảng thi gian giáo lý thầy là pháp bảo vô giá, cho nên đó là thỉnh về rồi là quý trọng vậy lắm. Lòng kiến này kia nọ rồi bỏ, để cái cuốn giáo lý đó thầy vô trong đó để đem lên trang kính thờ cho nó. Vì pháp bảo vô giá mà thờ kiểu này là không thể nào đắc đạo được cái đâu. Vì đâu có coi đâu có học đâu mà biết. Không có gì. Hay là ôm chặt giáo lý rồi cầm cái cuốn sấm giảng giáo lý ra rồi đọc vài câu vậy đó à. Rồi nằm võng đó rồi đọc vài câu cái ôm chặt giáo lý vô đây ngủ luôn. Ngủ giấc thức vậy thì kiểu này đó là đâu có thuộc giáo lý, đâu có hiểu giáo lý. Cho nên phải làm sao ôm chặt giáo lý là chúng ta phải hiểu, phải thâm nhập vào lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cái quá trình, trong cái đời sống tu tập của mình thì mới đạt được cái kết quả. Do đó mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là xem kinh, tức là chúng ta học giáo lý. Mà Đức Thầy dạy đó là rất là nhiều chỗ về cái vấn đề học giáo lý này quý ông đạo. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc sao? Nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự di đông mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Do đó mà chúng ta có học giáo lý thì chúng ta mới bỏ được những sự di đông mê tín được. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là xem kinh. Thứ hai là ngoài việc xem kinh rồi thì chúng ta còn phải niệm Phật. Thưa quý đồng đạo, niệm Phật ở đây là gì? Tức là niệm Phật, tức là cái phương pháp tu tập của mình đó quý đồng đạo à. Để mà chi? Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta qua cái quá trình tu tập không gì hơn, chúng ta muốn làm tròn được cái chữ hiền này, muốn đạt được cái kết quả trong yếu tố chúng ta tu tập để mà thành công trên cái quá trình mà chúng ta làm tròn được cái lòng hiền này đó, thì chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật là cái cốt lõi để đưa hành giả đến chỗ cứu cánh cứu cáo. Do vậy thì niệm Phật là gì? Niệm Phật để chúng ta nhằm mục đích là để diệt bỏ cái vọng niệm chúng sanh. Bởi vì hằng ngày chúng ta sống với tâm vọng, sống với cái tâm là gì? Cái tâm trần tục.
sống với cái tâm đó là tâm mê. À, do đó mà chúng ta niệm gì? Niệm những mê lầm, niệm những sai quấy, niệm những cái phiền não. Mà hôm nay chúng ta lấy câu niệm Phật để mà lấy một cái niệm chánh mà đánh tan đi cái niệm tà, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chúng ta lấy cái niệm chánh để chúng ta diệt trừ đi cái vọng niệm. Mà nếu hôm nay chúng ta niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, mà Đức Thầy dạy mình đó là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh. Như vậy thì chúng ta nhớ là niệm Phật để trừ vọng niệm chứ không phải là cộng vọng niệm. Mà mình nhiều khi mình lộn, mình niệm Phật mình không có trừ mà mình tính sai pháp tính đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình cộng vọng niệm vô không. Cho nên Đức Thầy dạy mình niệm Phật làm sao phải trừ vọng niệm chúng sanh, tức là làm cái phép tính trừ. Nam Mô A Di Đà Phật là trừ vọng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật là trừ vọng niệm, thì chúng ta phải quán chiếu làm sao Nam Mô A Di Đà Phật là phải vọng cho nó bớt ra, ngày nó bớt ra. Chứ có đâu mà tu niệm Phật lâu năm mà ngày đó phiền não tham sân si nó vẫn dãy đầy, là cái này là mình không có trừ rồi, mà cái này mình cộng luôn, biết không đạo. Nhiều khi mình tu niệm Phật từ đó tới giờ mà cái lòng sân hận vẫn còn, cái lòng mê si vẫn còn, là do nơi gì mình không có trừ, mình cứ cộng vô không à. Do đó mà tôi và toàn thể đồng đạo làm sao chúng ta phải niệm Phật để trừ vọng niệm chúng sanh, tức là trừ là bớt ra. Thì tu càng ngày càng tu chừng nào đó thì càng thấy dễ thương chừng đấy. Chứ có đâu tu lâu năm rồi đó, hiểu một chút kinh pháp, hiểu chút lời Phật dạy rồi đó, tu càng ngày càng thấy cái bản ngã nó nổi lên, rồi càng ngày càng thấy sao đồng đạo ta gặp mình ta bét bét không, ta bỏ vào lái không, gặp mình là ta bỏ vào lái, ta tránh xa, là coi chừng mình tu không có trúng pháp. Mình niệm Phật mà mình còn tham sân si, niệm Phật mà mình còn chưa trừ được cái lòng mê nhiễm của mình à. Do đó mà chúng ta niệm Phật như vậy thì không đạt được kết quả. Vì vậy Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Phật để trừ cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chứng dứt, vì cái vọng niệm gì việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chơn tâm mà ám. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật thì liền một niệm chúng sanh. Rõ ràng nếu đồng đạo chúng ta thành tâm niệm Phật thì sao? Cái vọng niệm không còn, thì cái lòng tham sân si, cái lòng mê nhiễm nó không còn nữa, đúng không đạo? Nó dơ lần đi rồi, cuối cùng thì không còn ông phàm nào trong này, không còn ông vọng nào nữa, mà chỉ còn cái ông Phật tự nơi tâm mình. Do đó thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải bền lòng tầm Phật trong tâm, tức là chúng ta phải niệm Phật làm sao xoay trở lại tâm của mình. Mà Đức Thầy dạy là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm, tức là hễ là chúng ta niệm Phật trong tâm thì sao? Chúng ta nhiếp cả là thân khẩu ý. Mà hễ mà niệm Phật trong tâm thì thân khẩu ý thanh tịnh. Mà thân khẩu ý thanh tịnh thì sao? Đồng trực giảng Tây Phương, cầu tịnh tam nghiệp xong xuôi thì Tây Phương quyết đáo chung dư Phật đài. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là xem kinh rồi niệm Phật. Như vậy niệm Phật là cái yếu tố để giúp đồng đạo chúng ta thành công qua cái quá trình tu tập của mình. Đó là chúng ta niệm Phật để loại trừ cái vọng tâm của mình, loại trừ đi cái vọng niệm điên đảo mà từ xưa tới nay đây. Tôi và toàn thể quý vị sở dĩ mà mình bị luân hồi sanh tử, sanh lên chết xuống sanh lên đây cũng do đâu? Mình sống với cái tâm vọng, sống với cái tâm mê. Mà hôm nay chúng ta trở lại, chúng ta lấy câu niệm Phật, chấp gì câu niệm Phật để mà mình diệt lần đi cái tâm vọng tâm mê của mình, thì lần lần thì ông Phật của mình hiển bài. Mà ông Phật mình hiển bài thì lúc đó mình an lạc thanh tịnh. Mà Đức Thầy nói là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Tức là ông Phật cũ là ông Phật có sẵn đây nè, mà mình bỏ quên từ nào giờ, cho nên hôm nay mình trở lại mình niệm ông Phật tâm, tức là trở lại ông Phật của mình, thì tất nhiên ông Phật hiển bài lào lào, thì lúc này chúng ta đó là sáng suốt an lạc thanh tịnh, không còn phiền não nữa. Vì không còn vọng niệm nữa thì đâu có phiền não. Mà lúc nào cũng Phật cũng ngự nơi đây thì sao? Tức là Phật ngự nơi đây, tức là mình làm chủ được tâm mình. Mà làm chủ được tâm mình là sao? Thì không bị trần cảnh lôi cuốn, thì chúng ta đó là giải thoát an lạc. Thưa quý đồng đạo, thì chúng tôi chỉ nói rộng thôi. Vì thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là xem kinh, niệm Phật, đây là cái phương pháp tu tập của mình. Vừa học giáo lý, vừa học đạo, mà chúng ta vừa hành đạo. Đó là ứng dụng trong cái quá trình mình học đạo, đó là xem kinh, mà mình ứng dụng qua cái quá trình mình học đó, mình hiểu đó, để mà mình niệm Phật để loại bỏ dòng tâm, đó là hành đạo. Thì để mà chúng ta đạt được kết quả, thì trong quá trình xem kinh niệm Phật này đó, thì bên cạnh đó không thiếu những cái tác động bên ngoài. Đó là gì? Kẻ khen, người chê, kẻ thương, người ghét. Nhưng mà thật đó là mỹ miều mặt ai. Như vậy trong quá trình tu tập của mình đó, trong quá trình mà mình hành đạo, mình tu tập đó, thì người ta khen, người ta chê cũng có, người ta thương cũng có, người ta ghét cũng có. Thì ở đây muốn nói mỹ miều ở đây là gì? Những cái món mà xinh đẹp thì gọi là mỹ miều, đúng không đạo? Nhưng mà mỹ miều ở đây cái nghĩa bóng của nó là gì? Tức là chỉ cho sự khen chê, chỉ cho cái sự tốt xấu. Thí dụ mình tu á,
trên đường tu tập của mình đó, có đôi khi đó thì người ta thích mình người ta khen, mà người ta không thích mình thì người ta chơi. Cái này là cái chuyện đương nhiên trong cái cuộc sống. Cho nên cái xã hội thì quý vị biết rằng trình độ con người tu tập đó thì cái trình độ nó cao thấp nó không đồng nhau, do đó mà mới có chuyện khen chê. Nếu mà trình độ đồng nhau thì đâu có chuyện khen chê, mà về cực lạc thì không có chuyện khen chê là gì, bởi vì tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, tức là tâm người nào cũng thượng thiện, mà chứ không có hạ thiện, không có trung thiện, còn mình ở đây là hạ thiện. Cho nên là có người thì hạ thiện, có người thì sao, có người thì không có hạ thiện mà bất thiện nữa, cho nên nó không có đồng nhau. Vì vậy mà có kẻ khen người chê. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là xem kinh niệm Phật mỹ miều vật ai, tức là mặc kệ họ khen chê, mặc kệ, phải không? Mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sở tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mà hờm bé hoa. Mặc kệ người ta có khen có chê cũng mặc, phải không quý vị? Chừng nào mình đắc đạo đi, người ta nói chàng ơi cái bà đó tu ngon quá, phải tôi mà được sau này tôi chết mà được như bà đó im quá, đó là hờm bé hoa đó. Lúc đầu chê, tu thì người ta chê, nhưng mà khi nào thành công rồi đó người ta hờm bé hoa, tức là người ta khen. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hôm nay mình tu đó, mình phải làm sao đó là vượt qua khỏi cái dư luận của thế gian, tức là khen chê mặc kệ. Bởi vì không thể nào chúng ta làm tròn được tất cả hết mọi người thế gian này đâu, nó không thể nào làm vừa lòng được. Bởi vì Đức Thầy nói là sao, ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, không biết sao cho vừa hết trơn quý ông đạo à, phải không? Vì vậy mà chúng ta sống như thế nào, làm sao tròn cái bổn phận trong quá trình tu tập của mình. Còn người khen người chê đó là mặc kệ. Cho nên có cái câu chuyện này để tóm kết cái đề tài này ở đây, câu chuyện ngắn gọn thôi. Có cái hai cha con ông này quý vị biết là đi mua cái con lừa, nhưng mà quý vị biết mua con lừa về đi dọc đường quý vị biết là hai cha con không có cởi. Cái người ta thấy ta nói hai cha con này quá tệ rồi, có cái con lừa mà hai cha con mua vậy mà đi không cởi, ta chơi tệ quá, tệ con lừa nhưng mà không biết cởi. Thay vì cái cha nó thôi con lên con cởi đi con, để ta chơi mình cha con mình không biết cởi lừa, con lên cởi cái đấy, đi dọc đường khúc cái ta đấy. Thiệt tình nghe, bởi vì con đời này nó bất hiếu vô cùng, cha nó bắt đi bộ vậy mà nó leo lên con lừa nó ngồi nó cởi mà coi được, này không được nữa rồi. Ông nói thôi con ơi con xuống đi cha, con cởi ta nói dữ lắm rồi, thôi để cha lên cởi. Cha lên cỡ điên khúc nữa nói, bởi vì ý làm cha rồi muốn làm gì làm, con thì bắt đi bộ vậy đó, cha lên ngồi lười vậy mà coi cho được, kiểu này không được nữa rồi. Bây giờ không cỡ người ta cũng nói, mà con cỡ cũng nói, mà cha cỡ cũng nói nữa, giờ sao đây? Thôi giờ hai cha con lên lừa cỡ lừa luôn coi sao. Hai cha con leo lên cỡ lừa, nó thiệt tình hai cha con này ác hết sức ác, con lừa có chút xíu vậy đó mà leo lên cỡ cho được cũng không được nữa. Bây giờ cha cỡ cũng được không được, mà con cỡ không được, mà không cỡ cũng được, mà cỡ cũng không được, nó biết sao giờ. Thôi giờ hai cha con chối lừa lỡ, hai con gánh con lừa đi. Nó hai cha con này quá khùng luôn rồi, lừa gì tự nhiên cái này nhào đi gánh gì. Bây giờ gánh cũng không được nữa sao giờ, đem xuống sông bỏ luôn. Nó hai cha con này khùng hết sức, mua con lừa giờ đem đi bỏ, kiểu nào cũng được cho biết đạo, phải không? Nói cho tột là chúng ta phải nói là trong cái quá trình tu tập, trong cái quá trình làm đạo, hành đạo của mình, thì không làm sao để mà làm tròn hết, mà chỉ làm sao chúng ta nghĩ rằng mình làm đúng qua tôn chỉ giáo lý thầy, làm tròn bổn phận của người tín đồ là đủ. Còn bên ngoài những cái tiếng thị phi khen chê, chúng ta phải nói là phải làm sao để gác tay, gác qua một bên đứng đạo. Cho nên Đức Thầy nói là bá gia mặn lạc, mặn lạc là khen chê của là mặc tình ai, tức là mặc kệ họ. Thì thưa quý đồng đạo, thì qua cái hai cái câu giảng này thì chúng tôi gặp gỡ chia sẻ cùng toàn thể quý vị, thì Đức Thầy dạy chúng ta đó là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, tức là ở đây muốn chỉ cho cái quá trình tu tập của mình. Hôm nay thì chúng ta có sẵn cái tâm lành tánh thiện, có sẵn cái lòng hiền ở đây, thì chúng ta làm sao cố gắng để mà tu tập, để trở về cái bản chất vốn có của mình. Mà Đức Phật Ngài cho biết là nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có cái tánh Phật, các chúng sanh đều có như ta, mà sở dĩ chúng ta bị vô minh cho nên nó làm cho mình là mất đi cái tâm lành, mất đi tánh thiện. Hôm nay muốn trở về cái tâm lành tánh thiện đó không gì hơn là chúng ta tu tập thân khẩu ý, không gì hơn đó là chúng ta học đọc giáo lý học đạo, không gì hơn đó là chúng ta niệm Phật để mà quán chiếu tư duy, để loại bỏ vọng niệm của mình, để chúng ta đạt được cái kết quả viên mãn trong quá trình tu tập của mình. Thì qua cái hai câu giảng này, mong muốn làm sao tôi và toàn thể chúng ta cố gắng thực hành qua bốn cái yếu tố quan trọng. Đó là thứ nhất là chúng ta tu tịnh tâm nghiệp. Thứ hai đó là chúng ta phải học đạo, học giáo lý. Thứ ba là chúng ta hành đạo, đó là niệm Phật, trì hành các pháp môn niệm Phật, để đạt đến chỗ cứu cánh. Thì cuối cùng chúng ta thành tựu trong cái quá trình tu tập của mình. Thì thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, thì mặc dù hai cái câu giảng tuy là ngắn gọn,
nhưng mà chúng tôi có thể nói rằng là nói hoài cũng không bao giờ hết được qua cái tánh lý thâm sâu của tổ thầy. Thì do vậy mà trong cái quá trình trình bày thì đến đây chúng tôi xin tạm khép lại. Thì cuối lời cũng chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú, chân thành cảm ơn toàn thể ông bà cô bác anh chị em đã quan hỷ lắng nghe trong suốt quá trình trình bày. Thì một lần nữa nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương quan linh đức thầy đồng gia hộ cho tất cả toàn thể đồng đạo chúng ta thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung, để rồi nẻo luân hồi không tiếp nối chuyển xây về cực lạc, đáp ơn thầy thỏ nguyện đúng như lời đức thầy ngài ước nguyện. Đó là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Kính chúc tất cả quý vị chúng ta thành công và thành công trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý cô bác và đồng đạo đứng lên hướng về lễ đài, nghiêm trang kính lễ Đức Phật, kính thưa thôi kính lễ Đức Thầy, kính và thưa xong, mời quý vị ra dùng cơm với ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật.